Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đã là người chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Có một số lý do mà anh chị em nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của chúng ta ở tại Sara UAE. Nên Linh biết được ở bên đấy có thực sự đang xây dựng hay không và sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba thì những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Trong số nội dung livestream của Linh thì Linh có một câu slogan, đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Tức là bất cứ một thông tin nào mà Linh nói ra thì đều được trích dẫn Linh chuẩn nguồn và đều đã được kiểm duyệt nhé anh chị em nhé. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào anh Thái Nhân, Đặng Tuấn Anh. Chào anh Dũng Hiền, anh Tâm Đặng. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em cho Linh một phút để Linh chia sẻ trên Facebook nhé. Chị Diệu Âm Phúc Thọ. Chia sẻ để cho anh chị em nhìn thấy. Chị Diệu Âm Phúc Thọ bảo là hello cô gái xinh xắn lại tài ba của thế kỷ 21. Hello anh chị em nhà đầu tư, chúc mọi người buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Anh Lê Hiếu anh bảo gì đây? Em đẹp nhưng mà hình như em bị vỡ rồi á. Nhưng hình bị vỡ rồi á. Hình bị vỡ là sao? Hình bị vỡ là do mạng nó yếu thôi. Chú Hà Công Thành, em Phan Huyền Trang. Chú Hà Công Thành chào tất cả các cổ đông Skyway. Chúc mừng chúng ta, những người đang có phước vì đã được nắm cổ phần Skyway. Đúng rồi chú. Chị Dương Thị Phong. Hình nhòa lắm á. Ủa sao vậy ta? À, đúng là thế thật. Sao thế nhỉ? Chắc do mạng yếu. Đúng là xem trên máy tính thì thấy nó cũng bị xấu thật. Linh xem lại xem nào. Anh Thái Nhân bảo là mạng kém quá nên là hình bị nhòa. Anh xem chịu khó một tí mạng sẽ khỏe lên thôi. Chị Diệu Âm Phúc Tọa bảo là bên máy chị nhìn hình em vẫn nét bình thường mà em. Anh Vũ Hải bảo ok rồi, hình như là em thấy là ok rồi sao ấy. Chào anh Trung Skyway. Anh Lê Hiếu là bảo là do em cài chế độ bớt sinh thì phải. Rồi anh lại để em cài chế độ sinh hơn nhé. Rồi anh cứ chờ tí. Chào anh Sơn Vũ. Rõ hơn rồi đúng anh chị em. Anh Thái Nhân này lại động viên. Hello anh chị em. Hello chị Hoa Ưu Đàm,
chị Diệu Âm Phúc Thọ là vẫn xinh đẹp lắm. Ok, em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Ôi giời, à anh Way Sky, à anh Way Sky anh bảo là hello, à lâu rồi không gặp em, anh bán chè Thái Nguyên nhé. Anh định môi giới chè cho Linh đúng không? Linh không uống chè nhá anh nhá. Anh lại định mang chè Thái Nguyên vào đây bán đúng không? Anh có hạ giá không? Anh có hạ giá không thì các cổ đông Skyway mua, còn nếu như không hạ giá thì không không mua nha. Không mua nha, có khuyến mại mới mua nha. Hello Đàm Tuyến, chị Lê Thị Sâm, tỷ phú đó là Minh Ngọc Trần. Hello chị Minh Ngọc Trần xinh đẹp, xin chào chị Đinh Thủy. Chị Đinh Thủy lại chắc lại đang leo tay nghe rồi. Nó chia sẻ cho chồng đi chị, bảo là anh ơi em sắp thành tỷ phú rồi ấy. Nếu mà em thành tỷ phú thì anh có đồng ý cho em đầu tư không? Hay là vẫn giấu số tài sản của mình chị? À chị Minh Ngọc Trần bảo sáng trắng gì mà sáng thế? À sáng quá thì vui. Em cảm ơn chị Minh Ngọc Trần nhé. Em vừa độ lại. Em vừa độ lại bộ răng kìa. Giống như là các bạn độ xe ấy, em độ răng. Cho anh Tống Đức Cương, anh Đào Xuân Vinh. Chào tất cả anh chị em. Hôm nào gặp anh chị em Skyway cũng thấy vui nhỉ, thấy vui, thấy nhiều năng lượng. Anh chị em cổ đông Skyway là càng ngày càng vui vẻ, giàu có, hạnh phúc. Càng ngày càng nhận được nhiều thông tin tốt từ tập đoàn đúng không anh chị em? Chào chị Đặng Liễu. Tập đoàn thì càng ngày càng tiến mạnh ra thị trường, càng ngày là càng được các chính phủ quốc gia là ký kết hợp đồng và xây dựng đúng không ạ? Nhá. Chị Minh Nguyệt Trần bảo là nhìn em là có động lực muốn đi độ theo rồi đó. Độ luôn chị, độ luôn. Mình độ vào, bởi vì em nói thật với chị là sống được bao nhiêu lâu đâu, mình phải làm đẹp cho bản thân mình chứ đúng không? Độ với chị, càng mình càng đẹp mình càng kiếm nhiều tiền. Mình càng hút được nhiều tiền bạc đến với mình càng hút được nhiều những điều tốt đẹp đến với mình đúng không anh chị em? Mình luôn luôn tâm niệm là những điều tốt đẹp luôn luôn đến với tôi đấy. Cất xa có Đặng Thanh. À, chị Thanh Thảo, chị Thanh Thảo nói một câu làm em nở mày nở mặt đi này. Chị Thanh Thảo bảo là em Linh là bộ mặt của Skyway nên phải đẹp thôi. À, chị Trần Thị Hiền, em làm răng ở Hà Nội. À, xin chào Minh Hằng, xin chào tất cả anh chị em, chào anh Đình Phụng. Ok, chị Hồng Phấn. Rất nhiều anh chị em vào rồi đúng không ạ? Thế thì Linh sẽ đi những thông tin về Skyway và một số cái tư duy liên quan đến đầu tư mà Linh học được từ Warren Buffett. Warren Buffett. À chị Minh Nguyệt Trần là độ ở đâu để chị đến inbox em nhé. Để em giới thiệu địa chỉ cho. Thì anh chị em thấy là trong suốt những năm qua, khi mà chúng ta từ lúc chúng ta bắt đầu khởi nghiệp, tập đoàn Skyway của chúng ta bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0, từ con số 0 đi lên, gọi vốn trên quy mô toàn cầu và đi lên từ năm 2013 cho đến bây giờ, thì tập đoàn của chúng ta đã liên tục phát triển và mở rộng. Từ con số 0, từ không có bất cứ một cái gì đúng không ạ? Chúng ta đã bắt đầu có những khu thử nghiệm, chúng ta đã bắt đầu có khu sản xuất, chúng ta đã có khu văn phòng, chúng ta đã có hàng nghìn công nhân viên kỹ thuật trình độ cao làm việc cho chúng ta đúng không ạ? Và hiện tại đến thời điểm này thì chúng ta đã rất là tự hào, bởi vì chúng ta đã thử nghiệm thành công trên 10 mẫu tàu
và mạnh mẽ tiến ra thị trường thế giới. Đây là những cái bước đi mà vô cùng là cố gắng và mang tính chất đột phá của tập đoàn Skyway, một tập đoàn khởi nghiệp xuất sắc. Đúng không anh chị em? Đấy. Và giới thiệu với anh chị em một cái tên mới trong số những cái tên của chúng ta, đó là con tàu 500 km/h của chúng ta đã có tên chính thức của nó, đó là Uniflat. Con tàu 500 km/h của chúng ta nhé là đã được tên, có tên chính thức là Uniflat. Cái từ flat ấy, cái từ flat nó là cái từ, nó tiếng Anh nó là cái từ tốc biến, là cái từ ánh chớp ấy. Đấy, thì là nó sẽ rất là nhanh, đúng không ạ? Nó sẽ rất là nhanh. Và đây cũng mà khiến cho thế giới là hướng đến công nghệ của chúng ta, vừa nhanh, vừa an toàn, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí và cái thời gian xây dựng, cũng như là cái độ thông minh của nó, đúng không ạ? Thông minh 4.0. Bây giờ người ta cần giao thông 4.0, chứ ai người ta cần giao thông 1.0, 2.0 nữa, đúng không anh chị em? Đấy mới chính là cái lợi thế cạnh tranh lớn của chúng ta. Đấy. Và xin chúc mừng chúng ta, ngoài Linh nhớ là 12 mẫu tàu. 12 mẫu tàu đã được cấp phép thương mại, thì đến cái mẫu tàu Uniflat của chúng ta, đây là một cái tên mới trong từ điển của chúng ta. À, anh Khương Tuấn bảo là sách của Charlie Munger và Warren Buffett, vâng, chính xác luôn. Đâu anh nhỉ? Các chuyên gia của Unification Technology đã phát triển và sản xuất một số lượng lớn các mô hình đầu máy chở khách và chở hàng, sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường. Một trong số chúng thậm chí còn được sửa đổi đặc biệt, đầu tiên là Unicar, thì được thiết kế cho những điều kiện vận hành khó khăn ở Trung Đông. Đây là một phát triển mới, đây chính là một cái bước phát triển mới của chúng ta, khi mà chúng ta tiến từ cái thị trường ôn đới sang thị trường khí hậu nóng, đúng không ạ? Thì chúng ta có những cái bước thay đổi và có những cải tiến trong kỹ thuật để đáp ứng được cái tiêu chuẩn của đầu tư tiêu chuẩn của Trung Đông. Tại đang đọc cái comment của anh Nguyễn Hiệu, anh bảo là đầu tư như thế nào nhỉ? anh Trần Hiệu là nếu như mà đã có người giới thiệu Skyway cho anh rồi nhá, thì anh liên hệ với người đấy, anh liên hệ với người đấy để họ hướng dẫn cho anh chi tiết cụ thể cách đầu tư vào tập đoàn Skyway như thế nào. Còn nếu như mà anh chưa có người giới thiệu và anh biết đến Skyway thông qua livestream của Linh, thì anh có thể liên hệ trực tiếp với Linh nhá, anh chị em nhá. Chúng ta cần tôn trọng những người mà đầu tiên giới thiệu Skyway cho chúng ta. Hello, xin chào anh chị em. Có nhiều gói đầu tư nhá anh Trần Hiệu nhá, có nhiều gói đầu tư, nhưng mà anh nên đầu tư những gói mà từ 1.000 đô trở lên. Thời điểm này thì nên đầu tư những gói lớn, chứ đừng tập trung vào những gói nhỏ làm gì nữa, bởi vì là những gói nhỏ thì chiết khấu nó thấp, tức là giá nó bị đắt. Anh đầu tư những gói lớn thì chiết khấu nó cao hơn, tức là giá nó giảm hơn rất là nhiều và mình có được nhiều cổ phần hơn. Đây cũng là cái thời điểm mà anh chị em có thể dành hàng tỷ hoặc thậm chí là hàng chục tỷ để đầu tư và nắm giữ cổ phần của Skyway. Bởi vì thứ nhất là cái thời gian anh chị em không phải chờ đợi nhiều nữa cho cái tiến trình IPO. Và cái thứ hai đó là thời điểm này là thời điểm rất là đẹp để cho anh chị em nắm giữ cái cổ phần với cái lượng lớn. Vì giá nó vẫn còn đẹp. Giá nó vẫn còn rất là đẹp. Còn khi mà nó lên sàn giao dịch chứng khoán rồi đấy, thì những người mà vốn mỏng ấy, những người vốn mỏng thì không đầu tư được đâu. Bởi vì giá nó cao quá, không đầu tư được. Nên là mình vốn ít thì mình xác định mình đầu tư sớm. Mình đầu tư sớm, mình chờ đợi. Mà thực ra những người vốn nhiều họ cũng thích đầu tư sớm cơ, chứ họ không thích đầu tư muộn đâu. Họ đương nhiên họ thích lãi cao rồi, họ thích cái sức bật tài chính rồi. Nghĩa là chả ai mà muốn đầu tư. Mọi người bảo là tôi nhiều tiền, tôi trở lên sàn, tôi mới đầu tư. Vâng, khi đấy thì đầu tư cũng được. Khi đấy người anh nắm 1 triệu cổ phần thì anh bỏ ra 1 triệu đô để nắm 1 triệu cổ phần. Còn thời điểm này thì người ta nắm 1 triệu cổ phần, người ta chỉ bỏ ra 240 triệu thôi. một số khác nhau quá lớn luôn. Đấy chính là cái điều, cái sự khác nhau vô cùng lớn.
đối với những người có tầm nhìn và những người không có tầm nhìn, nó là như thế. Càng giàu người ta càng muốn đầu tư cái lúc mà giá nó thấp. Chào anh Anh Ngọc, anh Minh Thuận, anh Hoàng Lê. Anh Hoàng Lê cũng sợ anh. Anh Hoàng Lê lại là một người mà làm cho em nở mày nở mặt. Chào em, chúc em luôn năng lượng thành công. Một cô gái trẻ nhưng có rất nhiều kiến thức bên thân. Vâng, em đọc trong sách mà anh. Em học ở trong sách và em học hỏi những nhà đầu tư lớn ở tại Việt Nam. Thì em nghĩ là em may mắn, vì em đã gặp được những nhà đầu tư lớn và họ có cái tầm nhìn lớn. Họ phân tích cho em về cái tầm nhìn vĩ mô của nền kinh tế. Thì em nghĩ là bản thân em may mắn. Chào chị Trang Nguyễn, anh Duy Phương Vũ. Anh Nguyễn Văn Quân rồi. Anh đầu tư từ 2019 thì có lợi thế gì không em? Được anh, được, được nhiều chứ. 2019 cũng có nhiều chương trình ưu đãi mà. Anh thấy càng về sau giá khuyến mại càng rẻ. Thế thì em kể cho anh những câu chuyện trên sàn giao dịch chứng khoán nhé. Có những khi ấy, giá nó đu đỉnh, và có những khi giá nó tụt dốc xuống chỉ trong vòng một ngày thôi, thậm chí là một vài giây. Anh sợ không? Huống hồ là chúng ta đang gọi vốn trước khi lên sàn, mà trong cái tình hình dịch Covid như thế mà anh cứ đòi cái giá nó liên tục, nó bình ổn như kiểu là sân sàn trả lãi hàng ngày á. Thế thì lấy đâu ra cái sự bình ổn hả anh? Chỉ có sân sàn nó hứa hẹn với anh nó trả lãi hàng ngày, hàng tháng, lãi cố định ấy, thì anh mới được cái mức mà nó bình yên, nó phát triển liên tục thôi. Còn không có cái chuyện mà những công ty giá trị thực ấy, giá cổ phần cổ phiếu nó không bao giờ đứng yên một chỗ, nó tăng giảm là chuyện bình thường. Hờ Thị Thi bảo là chào chị Linh xinh gái, nghiện chị thật rồi, tối nào không thấy chị là nhớ lắm luôn. Chào chị Thiên Kim. Đúng rồi em, có một số anh chị em còn phải thế này, lúc tối nào cũng phải mở Linh lên để đầu giường cho nói từ tối sáng. Dễ ngủ rồi đất. Đấy, thì cái anh chị em cần phải biết là cái mẫu tàu 500 km/h của Skyway là đã có tên rồi nhá. Ngày xưa thì mọi người chỉ gọi là tàu 500 km/h thôi. Bây giờ thì nó đã có tên gọi là Uniflat. Đấy, đã đến lúc chúng ta tiến mạnh ra thị trường và cho cả thế giới thấy được cái ánh sáng của ngành giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 Skyway. À, đến lúc chúng ta tiến mạnh ra thị trường rồi. Và đây là sự khẳng định từ chủ tịch tập đoàn và tập đoàn Skyway của chúng ta nhé anh chị em nhé. Xin chào các cô, chào các cô, các chú đang xem live của Linh. Chúng ta đang tiến mạnh ra thị trường. Nói về cái việc là chúng ta tiến mạnh ra thị trường thì anh chị em thấy được rằng là Skyway thì liên tục là đem cái sản phẩm của mình đi du đấu khắp thế giới. Mang đi du đấu. Du đấu là như nào? Là cứ có bất cứ một cái triển lãm nào, một cái triển lãm nào của thế giới về giao thông vận tải là ông Skyway ông ấy mang tàu đến ông khoe. Ông mang tàu đến ông khoe, ông khoe công nghệ của ông ấy. Đương nhiên rồi. Người ta nếu mà gọi là gì nhỉ? Quên xứ mất câu như nào rồi. Cái gì tự thiên hương nhỉ? Linh quên mất rồi. Nhưng mà đại loại là thế như này, mình có cái hay cái tốt thì mình phải khoe ra, thì thiên hạ người ta mới biết đến được. Đấy, mình có công nghệ hay thì mình phải đem đi, mình du đấu, mình đấu với lại những anh em khác xem là công nghệ nào mà nó ok hơn, đúng không?
đấy, cho ông thế giới thấy được rằng là à đây công nghệ của tôi đây này, nó tốt như này này đấy. Ông xem áp dụng đi để giải quyết cái vấn đề giao thông hiện tại của các quốc gia đúng không đấy. Ông áp dụng cái này của tôi thì ông sẽ có được những cái lợi ích gì đúng không ạ? Thế linh hoạt anh chị em nhé, nhiều anh chị em thì cứ nghe, nhiều anh chị em chưa đầu chị Thanh Đảo hữu xạ tự thiên hương, em cảm ơn chị đấy, hữu xạ tự thiên hương. Nhưng mà mình phải, mình bây giờ là mình phải đem đi du đấu, mình phải đem cái sản phẩm của mình đi du đấu thì là thế giới biết đến mình nhiều hơn được. Và cái bộ phận marketing của tập đoàn Skyway thì rất là ok ở chỗ là liên tục đến các chính phủ quốc gia đề xuất những cái giải pháp về vận tải Skyway cho các chính phủ quốc gia. À đúng rồi anh chị em, hữu xạ tự thiên hương, tức là người ta quan điểm là à những cái tốt thì là cái tiếng tốt thì nó đồn xa là do cái bản chất của mình. Tuy nhiên thì là thời điểm này thì chúng ta tốt thì chúng ta phải mang đi khoe khắp nơi thì là mình càng nhiều người đến với chúng ta. Cái này là ở trong tư duy triệu phú của chị Harv Eker có nói về cái tư duy này đấy. Ông ấy mang đi du đấu ở những cái Innochance là những cái vận tải về những cái triển lãm về vận tải giao thông vận tải thế giới với sự tham gia của tất cả những công ty vận tải thế giới, và họ triển lãm những cái loại hình giao thông vận tải. Giao thông vận tải ra đời để mà cải tiến mà, để cải tiến để mà phát triển mà, xử lý những cái vấn nạn về giao thông vận tải. Đấy thì ông Skyway là ông ấy mang sản phẩm đi du đấu khắp nơi. Đến năm 2022 này, tháng 9 năm 2022 này thì là lần thứ 3 mà tập đoàn chúng ta là mang sản phẩm sang Berlin để du đấu. Đấy, mang sang đấy để khoe cho tất cả ông trên thế giới là đây công nghệ của tôi như này này. Đấy, công nghệ Skyway của chúng tôi phù hợp với lại tiêu chuẩn của thế giới, điều mà thế giới đang cần. Đấy, rất là công khai minh bạch luôn và rất là đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng. Chúng ta đạt được cái giải thưởng Golden Chariot đấy, là chính là cái giải thưởng mà danh giá nhất của ngành giao thông vận tải. Để ở bảo tàng của chúng ta là tại Belarus đấy. Đấy, thì những anh chị em Việt Nam mà đã sang Belarus rồi thì là đều đã quay lại cái giải thưởng của chúng ta. Ở bên đấy nhiều giải thưởng lắm. Treo khắp xung quanh bảo tàng luôn. Rất nhiều giải thưởng, văn bằng chứng chỉ được các cấp quốc tế cấp cho. Theo anh chị em thì nếu như mà ông là mô hình, ông là bánh vẽ thì ông có mang đi du đấu được không? Ông có chạy cho người ta xem thử được không? Úi giời, chị Phượng Hoàng, chị Phượng Hoàng là chị làm em là nở mũi luôn rồi. Chào thủ lĩnh Linh nhé. Cả em chào chị. Để xem là anh chị em bình luận cái gì đây. Anh chị em đang bình luận trên đây rất là nhiều luôn. À, anh Đình Phụng bảo là ấy, anh Đình Phụng là chia sẻ những cái kiểu Ponzi. Anh Đình Phụng bảo là sàn Buchet sụp đổ, ôm của nhà đầu tư 19.000 tỷ, sàn Lion Community chạy gần 2 năm cũng sập luôn rồi. Thì đã bảo rồi. Anh chị em đã bảo anh chị em rồi, những cái sân sàn ấy nó không bao giờ tồn tại quá 2 năm đâu. Cứ tham tiền mà đầu tư vào. À, cái đoạn lúc vừa rồi Linh nói đến cái việc trả lãi ngày lãi tháng đúng không? Nên anh Đình Phụng bổ sung thông tin đúng không? Đấy. Cam kết nó trả lãi ngày lãi tháng cho thì anh chị em cứ tưởng là à mình đầu tư vào đấy thì đấy nó là tiền thật. Tiền mình vẫn nhận về hàng ngày thì nó mới là tiền thật. Còn đầu tư ông Skyway thì nó là áo, bởi vì là sao mà chưa nhận được tiền ngay. Thì nghĩ là áo. Nhưng không phải đâu. Đầu tư tài chính là cần phải có kiến thức anh chị em ạ. Không phải là cứ mang tiền đi đầu tư là đầu tư tháng đâu. Không phải là cứ trả tiền cho anh chị em hàng ngày là nó là chân chính đâu. Anh Hoàng Lê và anh mới theo dõi livestream của em nhưng thấy câu slogan của em rất là ấn tượng. Vâng, Linh nói là làm nha anh chị em. Anh Linh Công Tử nói là Uniflag.
flash, cái đèn flash của chúng ta. À, Tô Luân bảo là em thấy có xuất bản trong tạp chí Công nghệ sáng tạo tháng 4 phải không chị? Có lẽ thế link chưa đọc hết. Em Hoàng Lê bảo là nếu là ngọc mà chỉ để trong nhà thì không ai biết, không có giá trị gì hết, nên phải mang đi trưng bày mọi người mới thấy được giá trị. Vâng, chính xác luôn. Đúng rồi anh. À, và thêm một cái điều nữa đó là đừng để tiền ngủ yên trong túi nha anh chị em nhé. Đừng để tiền ngủ yên trong túi. Thế là mình phải làm việc vì tiền rồi. Để tiền nó ngủ còn mình phải đi làm. Có rất nhiều người là tích trữ tiền trong két, không chịu đầu tư. Linh biết rất nhiều nhá. Linh biết rất nhiều những anh chị em trong túi có tiền nhưng mà để yên trong két cho tiền nó ngủ. Nó ngủ yên vui, còn bản thân thì lao đầu ra ngoài mà đi làm để kiếm thêm tiền về và cho nó ngủ, và lặng yên cho nó ngủ, mà không nghĩ ra cách để cho tiền nó lao động và nó đẻ ra nhiều tiền hơn. Không bắt nó ra ngoài cõng thêm nhiều đồng tiền khác về. Thế là ấy rồi, chết rồi. Mình phải bắt tiền bạc làm việc cho mình chứ. Mình không bắt tiền bạc làm việc cho mình thì mình làm đến 90 tuổi à? Mình làm đến 90 tuổi để mà kiếm tiền à? Rồi tích được một vài tỷ rồi là đùng một cái bệnh tật hiểm nghèo rồi là có nó đủ để mà chữa bệnh không? Linh hỏi anh chị em là bây giờ có những cái bệnh tật hiểm nghèo một vài tỷ chúng ta có đủ để mà chữa bệnh không? À, Hiền Lê và là alo chị Linh ơi em sắp giàu chưa? Em có bao nhiêu cổ phần rồi? Có bao nhiêu cổ phần mà nghĩ đến chuyện giàu quá rồi? Nắm nhiều cổ phần vào, nhiều triệu cổ phần vào. Nhiều triệu cổ phần vào, sau này mình có nhiều tiền. Sau này khi mà Skyway thành công ấy thì 1 triệu cổ phần cũng sở hữu rất là nhiều tiền. Như hôm trước là có một bạn, bạn ấy đăng lên, bạn Đỗ Yến Nhi ở nhóm của Linh ấy, thì bạn ấy đăng lên về cái việc là sở hữu 1 triệu cổ phần của những tập đoàn lớn ấy, thì nhận bao nhiêu tỷ cổ tức mỗi năm ấy. Thì Linh không nhớ nữa nhưng mà Linh cảm thấy rất là lớn. Nên là mình cứ nắm nhiều triệu cổ phần vào, mỗi năm nhận vài chục tỷ tiền cổ tức được, thế cũng đủ sống rồi. Đấy. Để mình dùng tiền mình tạo ra tiền chứ để tiền nó nằm yên trong két thì thôi. Vất vả lao động vì tiền. Vất vả lắm anh chị em ạ. Để tiền nó ngủ xong mình đi làm. Mình phải ngủ để cho tiền nó làm. Chứ không phải là để tiền nó ngủ còn mình làm. Ôi giời, thế thì kiếm tiền làm gì? Cái mục đích để chúng ta kiếm tiền ấy là để tiền nó phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Thế mà chúng ta kiếm tiền về xong chúng ta lại vứt một chỗ cho nó ngủ. Ôi giời, thế chưa hay lắm nhỉ. anh Đình Phụng bảo là 3 năm nữa sắp giàu chưa. Bạn Hiên bạn hỏi là sắp giàu chưa. Anh Đình Phụng bảo 3 năm nữa sắp giàu rồi. Anh Ngọc, nếu không phải là công nghệ tốt thì sao có thể mang ra triển lãm tầm cỡ khu vực hay thế giới được? Skyway góp mặt trong các triển lãm giao thông hàng đầu đã chứng minh công nghệ quá tuyệt vời. Vâng, chính xác luôn, và anh đã được 2 like. Ok, em like cho anh một cái nữa nhá. À, chị Phượng Hoàng bảo là giờ thích nhận lương theo năm thôi, một năm nhận một lần là ok rồi. Chị An Trần bảo là tầm 4 thôi nào anh chị em ơi. 4 năm. Anh Khương Tuấn bảo là tiền để ra tiền, dân tộc Do Thái. Vâng, dân tộc Do Thái mở là một cái dân tộc mà có trí tuệ rất là cao. Anh Khương Tuấn bảo là dạy con làm giàu, bắt tiền làm việc cho mình. Vâng, Hiền Lê bảo là có triệu thôi chị ơi. Giữ lại sở hữu thêm chục triệu đi em. Đặt mục tiêu sở hữu 10 triệu. Anh Thương Tuấn mà có 300.000 cổ sở hữu thêm đi anh. 300.000 mà lên sàn là 10 đô thì cũng được bao nhiêu? 3 triệu.
Ôi rồi anh Lê Hiếu bảo gì đấy, khi nào mà Skyway thành công thì anh cho bác sĩ đập tan mặt người yêu anh á, à, đập đi lặp lại. Ôi giời, đập đi lặp lại hả? Được anh, được. À, chị Phương Hoàng bảo là cổ tức mà nhận được như Apple nhỉ, đủ sống dư giá. Apple là một năm họ chi trả cổ tức là tầm 2,65 đô, em nhớ không lầm là cái số liệu gần đây nhất em cập nhật là một năm thì Apple họ trả cổ tức là đến 2,65 đô. Kêu không anh chị em, trời đất, một năm nhận mấy chục tỷ tiền cổ tức từ Apple. Nếu như nắm 1 triệu cổ phần ấy, 1 triệu cổ phần nhân với lại 2,65 đô thì anh chị em ra bao nhiêu? 2,65 triệu đô. Úi giời, một năm nhận hơn 2,5 triệu tiền cổ tức, tức là bao nhiêu? Mấy chục tỷ. Đúng rồi, mấy chục tỷ, gần 70 tỷ. Trời đất, người ta đầu tư, người ta thông minh như thế. Một cái thương vụ đầu tư người ta thắng cả đời như thế. Xong là không đầu tư thì sau này có cái gì, đúng không anh chị em? Không bắt tiền làm việc cho mình thì sau này có cái gì? Mà riêng đối với những người đầu tư dài hạn nhá, là không bao giờ được tùy tiện đầu tư. Ông Warren Buffett nói ở trong trang 153. Đây. Trang 153. Không bao giờ được đầu tư một cách tùy tiện. Nhá, anh chị em nhá. Không bao giờ được đầu tư một cách tùy tiện. Việc mua à đây, những người mà muốn đầu tư lâu dài thì không bao giờ được tùy tiện đầu tư, mà phải thực à, và cực kỳ thận trọng khi đầu tư. Tức là mình phải tìm hiểu thông tin, nhìn ngắm cái lĩnh vực mình đầu tư là cái lĩnh vực nào, quy mô hay không, tầm cỡ hay không, có mang lại giá trị cho thế giới hay không, đúng không ạ? Và cái việc mua vào cổ phiếu của một công ty hoạt động xuất sắc sẽ làm giảm xác suất tổn thất. Công ty rằng một công ty hoạt động xuất sắc, đầu tiên nó phải có cái sản phẩm xuất sắc, con người xuất sắc, đúng không anh chị em? Thị trường rộng lớn đấy thì nó mới làm nên thành công được. Và ông Skyway thì ông ấy sở hữu toàn bộ những cái điều đấy. Ôi dồi ôi, thế người ta mới đầu tư Skyway chứ. Công nghệ xuất sắc vượt trội, người lãnh đạo tâm tầm tài, đúng không ạ? Đấy, sao lại còn hợp với cái xu thế phát triển của thế giới, đó lại là điều mà cả thế giới cần. Lại còn có khả năng phát triển trên quy mô toàn cầu, xây dựng được ở tất cả mọi nơi, trong mọi địa hình. Đấy, thì anh chị em thấy là mình đầu tư đúng nơi đúng chỗ chưa? Nắm vài triệu cổ phần vào, sau này càng về sau càng giàu, càng ngày càng giàu. Chào anh Công Đinh Văn, chào mừng anh trở lại với mạng xã hội Facebook. Hôm nay thì anh đã được bình luận rồi, anh nên hạn chế bình luận để chúng ta có thể tương tác được với nhau anh nhá. Chứ không cứ bị Facebook nó cấm cho 30 ngày này mệt lắm anh. Anh Nguyễn Anh bảo là giờ tiền của chúng ta đang phải đi cày 24/24 trên toàn thế giới đó. Nếu ở Việt Nam thì chỉ biết cày có 8 tiếng thôi. Đúng anh. Nếu mà toàn thế giới thì là 24/24 thật, bởi vì chúng ta có hai nửa địa cầu đúng không? Đấy. Xây trên toàn thế giới thì là mình sẽ thu được tiền lúc mình ngủ. Úi giời, anh Ninh Công Văn nè, hôm nay sau một tháng im lặng giờ đã được tự do rồi. Đăng Vũ Skyway, chị có mấy triệu á? Chị có mấy triệu là điều mà đến bố mẹ chị cũng không biết nhá, bạn nhá. Chị chưa bao giờ chị chia sẻ về cái số lượng cổ phiếu cổ phần Skyway mà chị nắm giữ. Không ai người ta mang cái két sắt người ta ra chợ để khoe cả. À, đấy là link, còn anh chị em khoe thoải mái, không vấn đề gì. Anh Trần Hữu Đạt bảo là mũi dầu, có nghĩa là Skyway ok. Mũi dầu á, anh đang nói đến mũi em hay là anh đang nói đến mũi gì?
Em Hoàng Lê bảo là nếu mà đầu tư 1 triệu cổ phần Skyway thì chắc chắn trở thành 1 triệu đô là cái chắc rồi nhé. Vì ai xem giấy chứng nhận thì họ đã định giá tốt thiểu là 1 đô rồi. Vâng, chính xác luôn đấy. Nó được định giá từ năm 2013. Một cổ phần của nó trị giá là 1 đô. Đấy. Và khi người ta gọi vốn thì đương nhiên là người ta sẽ phải hạ thấp xuống chứ. Người ta phải hạ thấp xuống để cho các đối tác gọi vốn, đối tác nhìn thấy có lợi thì người ta mới tài trợ vốn. Chứ bây giờ ông giá trị của ông 1 đô mà ông gọi vốn ông bán 2 đô chẳng hạn thì ai người ta đầu tư, đúng không ạ? Trong khi ông chưa có cái đồng nào để mà ông phát triển công nghệ mà ông đi gọi vốn ông lấy 2 đô 3 đô, thế thì ai người ta đồng ý? Ông phải hạ xuống dưới cái mức định giá của ông thì người ta mới đầu tư tài trợ vốn. Chị Thị Nhàn Vũ là có tin tức gì không? Em chị hóng hớt với. Rồi ơi, chị sở hữu nhiều cổ phần vào. Chị sở hữu nhiều cổ phần vào đây này, bao nhiêu anh em đang ra sức sở hữu vào đây này. À, nhắc anh chị em là như này, đến ngày 14 tháng 5 này là sẽ hết hiệu lực của phiếu nhân đôi. Sẽ hết hiệu lực của phiếu nhân đôi trong văn phòng cá nhân của anh chị em. Trừ những cái phiếu mà do mình đầu tư cá nhân hoặc là do F1 được tặng nhá. Thì đến ngày 14 này là sẽ hết cái chương trình nhân đôi. Thì Linh khuyên anh chị em là anh chị em nên đầu tư sớm. Vì sao? Bởi vì những ngày cuối giá đô sẽ lên rất là cao. Giá đô sẽ lên rất là cao. Và những anh chị em mà xác định đầu tư từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ ấy, thì sẽ tốn thêm rất là nhiều tiền phí. Tốn thêm rất nhiều tiền phí để nạp đô vào. Nên là mình nên đầu tư sớm. Hôm nay thì giá đô cũng giảm xuống thấp thấp rồi. Nên là nếu mà anh chị em xác định đầu tư sớm đi. Nhưng đầu tư sớm, không nên đầu tư muộn. Cứ để đến phút chót thì là đôi khi có thể bị lỡ cái gói đầu tư. Và thậm chí là giá đô lên cao, mình mất thêm nhiều tiền hơn. Trời đất. Trong kinh doanh và đầu tư thì là mình phải biết tận dụng tối đa cái nguồn lực tiền của mình. Mình đầu tư lúc nào mà nó được ưu đãi, nó được rẻ thì là mình đầu tư. Còn những anh mà bảo là thôi bây giờ giá anh thấy là từ năm 19 rồi, giá cao như thế đến năm 20, 21 giá nó thấp như thế, thôi anh chả đầu tư, anh chờ xem nó như nào đã rồi anh mới đầu tư. Thế thì cứ chờ nó lên sàn rồi đầu tư một thế. Khi đấy bỏ ra 1 triệu đô để nắm 1 triệu cổ phần Skyway, khi đấy 10.000 đô thì chỉ được 10.000 cổ phần Skyway thôi. Còn người ta thì người ta biết tận dụng cơ hội thì là người ta nắm hàng triệu, hàng chục triệu cổ phần ngay cái thời điểm mà nó được ưu ái, đúng không? Anh Sơn Vũ bảo là nếu bạn không biết cách kiếm ngay khi đang kiếm tiền ngay khi đang ngủ thì bạn có thể phải làm việc đến hết đời. Warren Buffett. Anh Trần Văn Tiến là cho mình hỏi cái Alten bảo mật 2 lớp giờ muốn đổi sang điện thoại khác, mới tiêu đổi được không Linh? Đổi được anh, đổi được. Anh liên hệ support nhé, anh liên hệ support để support hướng dẫn. Xin chào chị Kim Liên, chào anh chị em. À, anh Khương Tuấn bảo là anh vừa thanh toán đô trên 24, chính xác. Đã đến lúc rồi anh chị em ạ. Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc chúng ta tiến mạnh ra thị trường và cho cả thế giới thấy ánh sáng của ngành giao thông vận tải. Bởi vì trong suốt những năm qua thì là ngay kể cả những quốc gia mà lớn mạnh, giàu có giống như là Dubai thì cũng rất là đau đầu về cái tình trạng là ùn tắc giao thông và ô nhiễm khói bụi. Thì đến bây giờ chính là cái thời điểm chúng ta tiến mạnh ra thị trường thế giới và cho cả thế giới thấy được ánh sáng của sự cải tiến ngành giao thông vận tải. Đó là công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 Skyway. Đúng không ạ? Càng ngày thì càng nhiều những kênh truyền thông chính thống, những báo đài của các quốc gia uy tín là đưa tin về Skyway. Và Trung Đông thì liên tục nhắc đến công nghệ Skyway là một trong những công nghệ sáng giá nhất trong cái việc họ phát triển cái nền kinh tế của họ. Anh Nguyễn Nhanh bảo đô này xuống mạnh quá nhỉ, xuống mạnh quá thì chúng ta phải nhanh mà gom vào anh ạ.
có vào, không đến lúc mà nó lại lên trên 25 như hôm trước ấy. 25,25 rồi 25,3 đúng không ạ? Đấy, thế thì ôi giời ơi, tốn nhiều lắm. Mình vào những gói nhỏ ấy thì là mình tốn ít phí, nhưng mà người ta vào khoảng độ vài trăm triệu hay người ta vào hàng tỷ, vài chục tỷ ấy thì tốn nhiều lắm, lên nhiều lắm. Chị Thúy Hằng, Linh ơi, chị rất tin tưởng vào dự án Skyway vì dự án này thì chắc chắn là sẽ rất phát triển. Lúc lên sàn chắc là sẽ được nghỉ hưu khỏi phải đi làm. Vâng, người ta đầu tư với mục đích là như thế mà chị. Người ta đầu tư là với mục đích như thế mà. Ngày xưa thì Linh cũng chưa dám là mơ đến cái mức như thế. Ngày xưa lúc mới đầu tư ấy thì mình chỉ nghĩ là à, mình đầu tư thì sau này mình có cổ tức hàng năm. Đấy, mình có cổ tức hàng năm thì đấy cũng là cái chuyện rất là ok rồi. Đấy là cái điều mà Linh rất là mong muốn từ trước đến giờ, đều mong muốn là có cổ phần của một công ty. Hay đến lúc bây giờ là mình có triệu triệu cổ phần của công ty Skyway rồi, sau này rất là ok. Anh Linh Công Tử là đầu tư mục đích là nghỉ hưu sớm, chính xác luôn anh. Chính xác là đầu tư mục đích là để nghỉ hưu sớm mà, chứ chúng ta không thể làm việc vất vả cả đời được. Bây giờ vẫn còn tư duy mà làm việc vất vả cả đời là lạc hậu rồi. Cấp tiến lên. Anh chị em có biết các bạn trẻ một năm các bạn ấy kiếm vài tỷ hay là vài chục tỷ không? Đấy, bản thân mình mà không cập nhật, mà không theo dõi thông tin, mà không đầu tư thì làm sao mà thắng được hội trẻ? Có những người họ trở thành tỷ phú từ những năm 20 tuổi. Nhưng cũng có. Có đăng live mà. Con đang live nhá. Mẹ nhở, con đang làm việc. Sorry anh chị em. Chị Thị Nhàn Vũ mà là đầu tư bao nhiêu cổ phần sẽ gây tiền về hưu em. Riêng chị Thị Nhàn Vũ nhá, à, chị phải 50 triệu cổ phần thì chị mới được phép về hưu. Riêng chị Nhàn là phải 10 triệu cổ phần. Còn chưa được 10 triệu cổ phần thì chị không được phép dừng lại nhá chị nhá. Anh Công Ninh Văn, khi dịch Covid được khống chế thì tất cả các nước trên thế giới chắc chắn sẽ sử dụng công nghệ của Skyway, bởi xây Skyway là cứu hành tinh. À anh ơi, kệ Covid, mình vẫn triển khai, mình vẫn triển khai bình thường. Vì Covid thì nó một năm, hai năm rồi, đã có dấu hiệu dừng lại đâu. Đã có dấu hiệu dừng lại đâu, nên là mình cứ phải triển khai thôi. Mình không thể chờ Covid được. Mình chờ Covid thì mình chết, đúng không? Mình phải triển khai thôi, mình đã triển khai rồi. À, mình đầu tư, anh Khương Tuấn mà, là mình đầu tư để khi công ty IPO mình thuê bác sĩ đập bỏ mặt tiền. Anh ơi, em nói thật với anh nhé, là khi mà anh có nhiều tiền ấy thì anh tự nhiên anh đẹp hết à? Tự nhiên anh đẹp hết à? từ lúc đấy là anh sẽ đẹp thôi. Mà sao mọi người không nghĩ là giàu luôn, giàu ngay nhỉ? Mọi người đấy cứ nghĩ rằng vài năm nữa mới giàu. Đằng nào cũng phải giàu, hãy giàu luôn. Công ty có chương trình đối tác mà, anh chị em có thể kiếm tiền mà. Nhưng đằng nào cũng phải giàu, hãy giàu luôn. Chị thì nhắn Vũ bảo là gần được rồi em, cứ mơ đi rồi sẽ được, cứ đi rồi sẽ đến. Chính xác luôn, chị cứ đi rồi sẽ đến. Mình cứ đặt mục tiêu 10 triệu cổ phần rồi là sẽ đến được thôi. Đấy, càng nhiều triệu cổ phần thì là sau này chúng ta càng sướng, chúng ta càng nhiều tiền cổ tức. Đúng không ạ? Cái điều mà khiến cho mình hối tiếc ấy, nó không làm ở cái thời điểm hiện tại này đâu. Nó không làm ở cái thời điểm hiện tại này đâu. Mà cái điều khiến chúng ta hối tiếc ấy,
nó nằm ở tương lai, nó nằm ở tương lai cơ, chứ nó không nằm ở hiện tại. Hiện tại là mình hối tiếc cho những thứ trong quá khứ rồi. Hiện tại là bây giờ đang hối tiếc là ức gì mình có cổ phần của Facebook, của Zalo, của Amazon, của Apple, của Microsoft, của Samsung, Hyundai, của BMW, của công ty lớn, đúng không ạ? Đấy. Thì hiện tại là chúng ta là chúng ta hối tiếc cho những cái cơ hội đấy cơ. Chúng ta hối tiếc cho những điều mà đã đi qua rồi. Còn Skyway nhá. Skyway bây giờ anh chị em, nhiều anh chị em mà chưa nhận ra cơ hội đấy mà vẫn còn bảo là bánh vẽ đấy thì chưa hối tiếc đâu. Chưa. Chưa. Khẳng định là chưa. Bây giờ vẫn còn bảo là bánh vẽ thì chưa. 50 năm nữa. 50 năm nữa thì lại ôi giời ơi, ước gì. Lại ước gì như chúng ta bây giờ chúng ta ngồi đây và ước gì chúng ta có cổ phần của Apple, Facebook, Amazon. Đúng ạ. Thì 5-10 năm nữa cũng hối hận về cơ hội Skyway thôi. Sau ngày đó thằng bạn nó chia sẻ mình mà mình không tìm hiểu ta. Sau ngày đó mà đứa em mình nó bảo mình mà mình không nghe. Sau ngày đó bố mẹ mình cũng bảo mình rồi mà mình không có nghe. Rồi cái thời điểm hối tiếc ấy, về Skyway ấy. Nó ở trong tương lai cơ. Chị Đinh Thủy chị bảo này, ước gì có đồng coin. Vâng, ước gì bây giờ có mấy chục bitcoin. Mấy chục bitcoin là thôi rồi. À, chị Luyến Phan, hello chị Luyến Phan xinh đẹp nhé. Xin chào tỷ phú đó là Luyến Phan. Chị bảo là nếu ai mà không có ít nhất 1 triệu cổ phần Skyway, sau này tiếc đến nỗi chết không nhắm mắt. Hay chị. Chết không nhắm mắt. Chuẩn luôn. Chị Nguyễn Hạnh là lãnh đạo công ty thêm cách ly thêm 7 ngày nữa chị ạ. À chưa quên nhầm. 14 ngày cũng thêm 7 ngày nữa. Anh Nguyễn Ngọc bảo là mình đầu tư chủ yếu muốn tốt cho xã hội. Xưa mình mê khoa học quá. Ở dự án Skyway này mình đã gặp được ước mơ của mình. Và mình tin rất nhiều người tin yêu muốn đồng hành và góp vốn. Bởi nhà khoa học họ rất là chân chất. Họ làm việc vì lợi ích con người. Vâng. Thì sắp luôn đó. À, chị Hồng Quyên bảo là hôm nay chị thấy một cô bạn than thở là không có việc làm. Chị mới mạnh dạn chia sẻ Skyway cho bạn ấy biết để cố gắng đầu tư một ít cho tương lai. Ai ngờ nó bảo cơ hội ngon, bà con họ hàng. À ý là nếu mà cơ hội đấy mà ngon ấy thì đi mời bà con họ hàng đi. Vâng. Để cho hối tiếc trong tương lai. Cơ hội bây giờ chưa nhìn ra cơ hội đúng không? Bây giờ chưa tiếc đâu, chưa hối hận đâu. Tương lai. Đó là một cái thời điểm trong tương lai. À, anh Xuân Vui ạ, à, đúng không ạ? Hành động của bạn bây giờ quyết định cuộc sống trong tương lai. Vâng, chính xác. Anh Thanh Bùi bảo là ít nhiều gì cứ nắm giữ cổ phần Skyway là hạnh phúc rồi. Anh Nguyễn Nhanh mà là cứu cổ phần Skyway là giàu rồi. Chắc có Nguyễn Dung. Anh Xuân Vui bảo là không mong đấu được với đội trẻ, chỉ mong vớt vát được cho đời chút thành quả theo xu thế phát triển thôi, để sau này con cháu nó không chê trách thôi em. Đúng rồi anh. Hôm sau này con cháu nó trách đấy. Nó mà sau ngày đấy, cái thời đấy, cái thời của ông bà là cái thời mà được nắm giữ cổ phần của Skyway, thì tại sao mà lại không nắm giữ cổ phần Skyway, để đến bây giờ con cháu không có cổ phần Skyway, không mua được cổ phần, à đúng đấy là cổ phiếu, không mua được cổ phiếu Skyway. Sau ngày đó ông bà không ghi danh. Sau ngày đó ông bà không có hình ở trên Benazut nhỉ, không có hình ở Saza, không có hình ở UAE, trên những con tàu cũng không thấy hình của ông bà. Thế là ông bà ngậm ngùi mà là ước gì. À đâu biết thế. Biết thế ngày xưa đầu tư ít, giờ không có tí cổ phần à.
hay là những ông bà mà thấy lên sàn phát bán luôn ấy. Đấy thì đến lúc con cháu hỏi là thế cổ phần Skyway của ông bà đâu, tao bán luôn lên sàn rồi. Thế con cháu nó chặt lưỡi nó quay đi thôi, thế là dở rồi. Anh Khương Tuấn này, Linh Giang thánh tích nổi tiếng điện tranh, công ty Skyway may nổi lên Gia Linh để anh chị em cổ phần được biết nhiều thông tin bổ ích. Ơi em liên quan gì điện tranh? Ấy anh đang liên hệ em với lại Linh Giang đúng không? Linh Giang nhà em là Ninh là thấp cơ, còn em là Linh là cao. Linh Giang này nổi tiếng là có điện tranh rồi. À chị Hồng Quyên bảo là họ hàng mua hết à, buồn chẳng muốn nói. Trời. Thôi chị kệ, tư duy chưa mở. Khi nào người ta chịu lắng nghe, chịu nghe thì mình hắn nói. Của em nói thật với anh chị em là như nhá, riêng cậu Skyway bây giờ đây, ai mà không chịu nghe thôi em bỏ, em chả tư vấn đâu. Bởi vì sao? Cậu nó rõ như ban ngày rồi. Mình lên trên YouTube, mình lên trên Facebook là mình thấy người ta quảng bá rầm rộ như thế, người ta quảng bá liên tục như thế, mạnh tay như thế. Chị bảo trợ của Linh là chị Bùi Thế Minh. Chị, hai vợ chồng anh chị ấy đầu tư 9,6 tỷ để sở hữu 40 triệu cổ phần của Skyway trong một nốt nhạc. Đấy. Họ hàng vẫn chưa nhiều người mua, chưa nhiều người đầu tư. Bởi vì không phải ai cũng có tầm nhìn. Thế khẳng định luôn với anh chị em là trong xã hội của chúng ta không phải ai cũng có tầm nhìn. Và họ hàng của chúng ta cũng thế, không phải ai cũng có tầm nhìn và ai không phải ai cũng là một nhà đầu tư. Không phải là ai sinh ra cũng để giàu đâu. Có những người mà sinh ra để giàu giống như Linh và những anh chị em cổ đông Skyway thì đấy là chuyện khác. Mình sinh ra là để giàu có và hạnh phúc, nên là mình mới gặp những cơ hội để làm giàu. Chứ còn nếu mà trong đầu mà còn chưa có cái tư tưởng làm giàu ấy, chưa có cái tư duy là muốn trở lên giàu có ấy, thì làm sao mà nắm bắt được những cơ hội liên quan đến làm giàu. Sách còn sách làm giàu còn chưa đọc một cuốn nào ấy. Tình hình kinh tế thế giới thì cũng chả theo dõi xem người ta làm ăn như thế nào, thì làm sao mà làm giàu được. Ngày nay các bạn trẻ nhá, chưa đến trên thế giới thì đầy những cái bạn trẻ mà chưa đến 20 tuổi nó đã giàu rồi, còn ở Việt Nam thì những cái bạn trẻ mà trên 20 tuổi ấy, chưa đến 30 ấy mà nó kiếm được tiền tỷ, xong nó xây nhà ấy, xây nhà nó mua xe ấy, rất là nhiều lắm, đông lắm. Thế bây giờ mà vẫn còn bảo vẫn còn xem nhẹ cơ hội, vẫn còn thờ ơ với cái chuyện làm giàu thì chết. Cái chuyện làm giàu là cái chuyện có lợi cho mình mà cũng phải để người khác giục thì chết. Chị Phượng Hoàng bảo là những cơ hội như là Apple, Zalo hay Amazon không hề tiếc nha chị em, vì các anh ấy đẹp, các anh ấy tốt nhưng anh ấy không thuộc về mình. Còn Skyway đang hiện hữu mà không quý trọng để giữ anh ấy về làm chồng thì mới tiếc cho sau này. Được chị, đúng. Nhà cao đoàn bảo là hôm mùng 3 tháng 5 phỏng vấn chủ tịch nói là sang giai đoạn 10 năm chắc phải 2 năm nữa chắc kết thúc thì mới được hưởng cổ tức hả em? À không, cái việc kết thúc giai đoạn nó không ảnh hưởng đến việc chúng ta nhận cổ tức, bởi vì cái việc mà chúng ta nhận cổ tức là nó liên quan đến cái việc chúng ta xây dựng cơ. Nó liên quan đến việc chúng ta xây dựng thực tế. Thì chúng ta có dự án mục tiêu là chúng ta có lãi rồi. Chúng ta xây dựng là chúng ta có lãi rồi. Đương nhiên là anh chị em hình dung là cái cổ tức những cái năm đầu tiên ấy, bởi vì những năm đầu tiên mà chúng ta xây dựng thì chúng ta xây dựng chưa được nhiều, thì nó phải từ từ nó mới lên cổ tức nhiều và phải chia cho chúng ta được. Chúng ta có phải là sân sàn đâu, chúng ta có phải là đa cấp tài chính đâu mà hứa hẹn là trả lãi hàng quý, à trả lãi hàng ngày bao nhiêu phần trăm, hàng tháng bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ?
À, có anh chị nào bảo là nghe sao nghe không rõ đây. À, Linh nói là nguyên cái tầng chung cư này nhà Linh là nghe thấy rồi anh chị em ạ. À, đang phải tiết chế lại đấy. À, anh Nguyễn Anh Skyway bảo là hình ảnh ghi danh có thay đổi được không em Linh? Anh muốn thay đổi lại cho đẹp hơn à? Giờ chụp được anh đẹp hơn à? Anh liên hệ support nhá, liên hệ support em nghĩ thay đổi được. Hello anh chị em. Anh Nguyễn Ngọc bảo là Skyway vẫn dùng cách gọi vốn cộng đồng hướng đến tất cả những tầng lớp xã hội từ người có vốn nhỏ nhất. Đấy là cơ hội cho người nghèo vùng lên để nắm giữ cổ phần tập đoàn tầm cỡ hành tinh trong tương lai. Vâng. Và Linh khẳng định với anh chị em luôn nhé, Linh là một trong số đấy. Bởi vì sao? Linh sinh ra ở một vùng quê, một thậm chí một cách xa thị trấn. Nhà Linh cách thị trấn 14 cây. Nhà Linh cách thị trấn Ninh Giang là 14 cây. Và Linh là cái vùng mà nó là vùng sâu vùng xa đấy. Đấy. Và Linh rất tự hào bởi vì là Linh, bố mẹ Linh thì chỉ là làm ruộng bình thường thôi. Khi mà Linh lại nắm được cổ phần của một tập đoàn lớn tầm cỡ hành tinh trong tương lai mà anh Ngọc nói. Đấy. Thì Linh rất là vui mừng bởi vì là Linh có thể cải thiện được cuộc sống của chính bản thân mình và của gia đình mình. Mình rất tự hào luôn. Mình rất tự hào bởi vì cái quyết định của mình cũng như là cái tầm nhìn của mình. Bởi vì là sao? Bởi vì là từ bé thì trong đầu luôn định hình cái từ giàu có. Luôn định hình là phải giàu có, lớn lên là phải giàu. Ngày xưa cố gắng học cũng là để sau này là để giàu. Những ngày là để sau này là công ăn việc làm là tốt để mà giàu. Thế sau khi đến năm 18 tuổi thì đổi ngay tư duy. Mày thế. Đổi ngay tư duy. Không còn cái giữ cái tư duy là làm câu ăn lương để giàu nữa mà phải giữ cái mà có cái tư duy đó là kinh doanh đầu tư để giàu. Thế là đến bây giờ thì gặp được ông Skyway và nó nắm giữ nhiều triệu cổ phần của Skyway. Thì may mắn là sẽ trở nên giàu có, sinh ra để giàu mà. À, có chào cô Sông Thủy. Chào cô Sông Thủy, xin chào tỷ phú đô la thế giới. Cô Sông Thủy xinh đẹp. Trước mặt anh chị em là một cái mục rất lớn của Skyway, cô Sông Thủy. À, cô Việt phát triển nhé. Đấy, cô Việt phát triển chính là cô Sông Thủy. Linh hai gọi cô là cô Sông Thủy. À, anh Thanh Bùi bảo là mình trao cơ hội chứ không phải đi nài nỉ, chính xác. Bây giờ mình cứ cho đi cơ hội đi anh chị em. Ai đón nhận thì mình chia sẻ, ai không đón nhận thì thôi. Mình không phải gì phải nài nỉ cả. Bởi vì cơ hội Skyway của mình bây giờ nó rất rõ ràng rồi. Mình không cần việc gì phải nài nỉ. Mà một số anh chị em á, mà nhắn tin cho Linh ấy mà hỏi là thế đầu tư vào đây không được thì nó không lên sàn được thì mất trắng à. Mình thôi luôn. Chả nói chuyện, chả tư vấn. Thế thì bảo bạn là thế phải xem nó có khả năng mất trắng hay không. Nói câu đấy là đã không muốn tư vấn rồi. Nha anh chị em nhé. Không phải ai Linh tư vấn rồi đâu. Cơ hội như thế rồi. Rồi rõ ràng như thế rồi. Mình tìm hiểu những thông tin. Mình hỏi xem là cơ hội này như thế nào. Đầu tư ra làm sao. Có chắc chắn không. Rồi là những thông tin thực tế là như thế nào. Đừng có linh tinh với lại Skyway nhá anh chị em nhá. Một khi mà bạn quay lưng lại với Skyway thì cả thế giới sẽ quay lưng lại với bạn. Chị Thị Nhàn Vũ bảo là người ta không hiểu vì người ta không nghe mình nói. Cả nhà mình chửi mình lắm. Nó họp cả nhà nó chửi với hát. Sau này khi mà Skyway lên sàn rồi, chị lại họp lại gia đình cho em. Chị họp cả gia đình cho em. Sau chị nói cái mục đích của buổi họp hôm nay là để cho mọi người thấy được rằng là Skyway thành công như thế nào. Để nhắc lại cho mọi người nhớ rằng những cái buổi họp gia đình trước mọi người đã nói như thế nào. Và bây giờ là cái buổi họp do chị chủ trì. Chị tuyên bố trước mọi người về cái sự thành công của Skyway. Chị cứ mấy năm nữa chị họp gia đình cho em. Giờ chị cứ kệ thôi. Người ta không chịu nghe là bởi vì sao? Là người ta có những quan niệm cố hữu.
người ta cố tình người ta bảo vệ những cái suy nghĩ của người ta, người ta cho rằng là mình đúng, người ta cho rằng là người ta đúng, nên là người ta sẽ không nghe những cái gì mình nói. Không nghe thì kệ, không nghe thì kệ thôi. Sau này mình làm một cái cuộc một họp gia đình lại, anh Khương Tuấn bảo là công ty phải có lợi nhuận 3 năm xong mới lên lên sàn IPO. Lợi nhuận từ năm 2019 rồi mà anh. Anh Ngọc bảo là mọi người cần hiểu rõ Skyway là dự án thật, con người thật. Vâng, chính xác. Anh Công Đinh Văn bảo là trên thế giới có những tập đoàn đa quốc gia, họ cũng từng chia cổ tức đến cả chục năm rồi mới IPO. IPO, cái mục đích của IPO là để thu hút thêm vốn, thu hút thêm vốn đầu tư, thu hút thêm và mở rộng thêm cái vốn của công ty ấy. Công ty mình cũng hướng đến cái việc IPO mà. Nhưng mà muốn IPO mà nó chất lượng ấy, mà giá nó cao ấy, thì tập đoàn chúng ta phải xây được nhiều nhiều đường một tí. Chứ bây giờ lên sàn thì mình, thực ra là mình cũng đủ điều kiện lên sàn, nhưng mà nó chưa được giá thì mình lên làm gì? Mình lên xong rồi mình lại rớt thì mình lên làm gì? Đúng không anh chị em? Mình đánh đâu mình phải thắng đấy chứ. Hình như hôm nay là mạng ở bên nhà Linh lại yếu thật. Sao thế ta? Hình bị vỡ đây này. Thôi kệ. Anh Nguyễn Bắc là nổi tiếng, anh nổi tiếng trong livestream của Linh ấy, là nhà đầu tư của Skyway sang tận Sa Gia, UAE, vào tận công trường để quay cho anh chị em cái tiến độ phát triển của tập đoàn Skyway đấy. Anh chị em lên tường của Linh hoặc lên tường của anh Nguyễn Bắc thì đều nhìn thấy cái video mà anh ấy vào tận công trường, anh ấy quay nhá, quay phim nha anh chị em nhá, quay phim chụp ảnh anh ấy vào tận công trường của chúng ta ở tại Sara để anh ấy xem là những con tàu di chuyển như thế nào, rồi là nhà cũ xây ra làm sao, tuyến đường mới ra sao. Chị Thanh Thảo bảo là vài năm nữa mình họp gia đình thôi. Ôi giời ơi, chị Nhàn Vũ, chị nói bên châu Âu không bán được máu, chứ nếu mà được phép đi bán máu thì tôi cũng chơi khô máu luôn. Chứ các bác khỏi phải nói nhiều, nó bảo chị thần kinh mãn tính. Chị biết tỷ phú Elon Musk không? Ông tỷ phú mà đang giàu thứ hai thế giới bây giờ đấy. Ông ấy được mệnh danh là một gã tỷ phú điên. Điên được, điên nhiều tiền. Mệnh danh thôi chứ thực ra ông không điên. Nên là người ta bảo chị thần kinh mãn tính thì không phải là chị bị thần kinh mãn tính, mà là chị giàu hơn người ta thôi chị ạ. Đi bán máu á. chị là giống một anh đối tác của Linh ấy. Anh ấy bảo là riêng Skyway nhá Linh nhá, anh nhá, một răng cũng bừa. Anh bảo Linh thế. Anh bảo Linh là một răng cũng bừa. Vì sao? Là bởi vì là người ta tìm hiểu thông tin nó quá kỹ rồi, quá nhiều thông tin. Cô Song Thủy bảo là cô Song Thủy yêu Skyway quá, ngày đêm cô luôn nghĩ đến Skyway. Ôi dồi ôi, thế mới lắm cả 100 triệu của phần Skyway. Đúng không cô? Anh Nguyễn Bắc, người đẹp cộng đồng lúc nào cũng quá trời xinh. Em cảm ơn anh. Chị Thúy Hằng, Linh ơi, chị đầu tư rất nhiều dự án nhưng chị chỉ tin vào dự án Skyway vì chị thấy thông tin họ đăng trên Facebook nói dự án này rất nhiều đấy, nói dự án là rất là nhiều luôn, đúng chị? Anh Việt Nguyễn bảo là IPO để tăng vốn hóa thị trường, thì tăng vốn hóa thị trường là tăng vốn để phát triển công ty đấy chứ còn gì nữa. Tăng vốn để làm gì? Tăng vốn để mang về để phát triển công ty chứ còn để làm gì? Tăng vốn chả lẽ không để đấy, đúng không?
Chị Thanh Thảo của em còn bị nói là bị điên khùng á. Anh Quang Ngọc bảo là họ chửi mình, liệu họ có chịu tìm hiểu về cơ hội hay không? Có chịu cập nhật kiến thức thông tin về dự án hay không? Nếu nói theo cảm tính, hùa theo số đông thì số đông chưa chắc đã đúng. Ngày xưa Bitcoin cũng từng bị phản đối và bị nhiều thị phi, giờ thì Bitcoin giá trị đã thế, thế đã công nhận. Hãy nhìn vào cách mà dự án đó giải quyết vấn đề, đó sẽ là xu thế mà thế giới sẽ phải tâm phục công nhận thôi. Vâng, Skyway nó sẽ làm cho cả thế giới tâm phục khẩu phục. Anh Chính Võ, em Linh mới làm tóc à? Em mới cắt tóc. Em nói thật với anh là cái kiểu tóc lúc ở tiệm nó khác cơ, nhưng mà em về nhà em không sấy được nên thành ra nó bị như này đấy. Chứ cái kiểu tóc nguyên thủy của nó đẹp cơ anh ạ. Nó cũng không đến mức như này đâu. Nó không đến mức như này đâu. Nhưng mà em không sấy được như ở tiệm họ sấy, nên thành ra là em cứ hay phải vuốt vuốt cho nó vào nếp. À, chị Phương Hoàng mà là mình ngày nào cũng bị chồng cà khịa thì mình không, mình phải hơn chồng ở chỗ là mình không cà khịa lại. Rồi chị cứ về chị bảo với chồng là anh có thích họp gia đình không? Anh có thích họp gia đình không? Sau mấy năm nữa họp gia đình nhá. À, anh Nguyễn Bắc bảo là nói chung là tháng tới thì là mình sẽ đến công trường và sẽ quay cho cộng đồng mình xem cái cho sướng mắt ha. Hôm trước là anh Nguyễn Bắc thì anh ấy chỉ được ghé một chút thôi, bởi vì Linh nhớ là có một người bảo anh ấy là bạn chỉ được xuống 5 phút thôi, thế là anh ấy không có được quay nhiều. Thì là anh ấy bảo là tháng tới thì sẽ đến và sẽ quay cho cộng đồng nhà mình xem nhiều video hơn để anh chị em là nhìn thấy được ở bên đấy. May là cái tiện là có cổ đông ở bên đấy đúng không? Và chúng ta là được nhìn thấy cái sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Chị Cầm Cầm Thị Vân bảo là thật ra mình cũng đang đầu tư thôi, cũng chưa giàu thật nên là người ta không có hiểu. Cũng phải thôi, bởi vì mình chỉ vừa giàu thông tin và tầm nhìn thôi. Vâng, có thông tin tầm nhìn thì sau này mình mới giàu được. Nhưng mà người ta không chịu tìm hiểu thì sau này trong tương lai thì người ta sẽ hối tiếc, bởi vì cái điều bạn hối tiếc không ở hiện tại đâu. Cái điều bạn hối tiếc không ở hiện tại đâu mà nó ở tương lai. Ngày xưa cậu Bitcoin chị em có cái lúc mà Bitcoin nó mới ra anh chị em có tiếc không? Không. Anh chị em bảo nó lừa đảo. VTV bảo nó lừa đảo, cảnh báo Bitcoin lừa đảo, tiền ảo đúng không? Có đấy không tiếc không? Không. Bây giờ tiếc không? Rồi. Bây giờ chỉ mong có một bit thôi là cũng đã là ấm rồi anh chị em ạ. À. Có một bit thôi đã là ấm rồi nha anh chị em nhá, tỷ ba một bit đấy. Skyway thì là bây giờ là đã có những cái dấu hiệu mà nó rất là phát triển. Anh chị em phải nhìn thấy được cái dấu hiệu của cái sự đồng thuận của toàn thế giới cho cái lĩnh vực của chúng ta, và chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư theo cái xu hướng đi lên của thị trường, không ai đầu tư theo xu hướng ngược lại. Bây giờ còn ai dùng điện thoại bàn phím không? Đầu tư vào điện thoại bàn phím được không? iPhone nó còn ra mỗi năm một mẫu đúng không ạ? iPhone ra mỗi năm một mẫu, bây giờ dùng iPhone 6 ấy cũng ấy rồi, cảm thấy là sợ rồi đúng không? Cái điện thoại mà Linh đang live stream cho anh chị em iPhone 4, anh dùng rồi lên iPhone 6 rồi này, đã cảm thấy là thiệt thòi với thế giới rồi. Bây giờ còn thử điện thoại bàn phím nữa, còn đi ngược lại với thế giới luôn. Đấy, tức là mình đầu tư kinh doanh thì mình phải nhìn vào cái xu hướng đi lên của thị trường, và mình phải đầu tư sớm thì mình mới nắm bắt được giá tốt. Còn nếu như mà cái giá nó đã lên cao ấy thì mình đầu tư mình sẽ không nắm được cái đòn bẩy về tài chính. À, anh Không Tuấn bảo là Gia Linh định để vẻ đẹp tiềm ẩn á.
Đâu, em có định để vẻ đẹp tiềm ẩn đâu, em cũng muốn khai mở vẻ đẹp của em chứ. Em cũng muốn khai mở vẻ đẹp của em chứ anh, nhưng mà em chưa làm được cho cái kiểu tóc của em nó ok, nên là làm thì nó được đẹp ở tiệm thôi. Tóc em nó cũng không được như các chị khác là tóc nó dày dặn hay là nó mướt mượt đâu. Tóc em tóc tơ và nó mỏng. Anh Công Đinh Văn mà là tất cả những người giàu, những tỷ phú trên thế giới này họ đều là những người tự tự chủ, tự nắm giữ vận mệnh của mình và không chịu khuất phục trước số phận. Và họ đều là người biết trước được tương lai. Tất cả những nhà đầu tư tài trợ vốn cho Skyway, nhưng chúng ta đều đã thấy và biết trước được sự phát triển như vũ bão của Skyway. Chính xác, mình phải biết được cái tầm quy mô của ông Skyway. Biết được cái quy mô của ông đấy thì mình mới mạnh dạn mình đầu tư nhiều. Bởi vì Linh biết rất là nhiều anh chị em có tiền nhá, biết rất là nhiều nhá, trong túi có rất nhiều tiền, trong kép có rất nhiều tiền, nhưng mà để yên cho tiền nó ngủ. Còn bản thân mình thì đi làm công vất vả để cho tiền nó ngủ. Mình phải để tiền nó làm việc cho mình, nó phải ra ngoài và nó phải cõng nhiều đồng tiền khác về cho mình, chứ không ấy được, không để tiền nó ngủ được. Và biết đầu tư. Đầu tư kinh doanh là cái lĩnh vực mà kiếm tiền, nó là cái công thức kiếm tiền siêu việt nhất trong số 4 công thức kiếm tiền mà Robert Kiyosaki đã nói đến trong cuốn Dạy con làm giàu. Đâu ta? Thế đâu không biết nữa. Tự nhiên Linh không tìm thấy cái bộ Dạy con làm giàu của mình ở đâu. À đây, nó ở đây. Chị Thanh Thảo bảo là họp gia đình mình ngồi ghế chủ tọa nhé. Chị mà ngồi ghế chủ tọa nhá, là chị phải trang hoàng cái ghế thật đẹp cho em. Chị trang hoàng cái ghế thật đẹp cho em. Chị cứ mời mọi người đến họp gia đình bình thường thôi. Chị cứ mời đến họp gia đình bình thường, xong đến rồi chị mới tuyên bố. Chị làm một bữa linh đình cho em. Chị Phượng Hoàng bảo là còn đòi kêu cả nhà mình họp gia đình mới ghê, kêu vợ ném tiền qua cửa sổ. Ném tiền qua cửa sổ rồi xem ai ném tiền qua cửa sổ nhé. Cô Phương Vũ là một cô rất nổi tiếng trong livestream của Linh. Chồng cô đấy bảo cô ấy là ba bị lừa rồi. Cô ấy quay hót đi. Cô ấy bảo là lừa cái tôi, thời gian sẽ trả lời. Đấy. Nghe là anh chị em ạ, chỉ có thời gian mới trả lời được thôi. Cái gì nó giá trị đấy cũng cần thời gian. Anh chị em thấy người ta trồng rau mà người ta được hôm sau, mà người ta hôm trước gieo hôm sau người ta gặt luôn đấy. Anh chị em có sợ những cái loại rau như thế không? Sợ. Sợ đúng không? Thế nhưng mà cái rau nhà mình trồng ấy, nó trải qua cái sự chăm bón, cái sự chăm sóc của chúng ta tỉ mỉ ấy, thì là anh chị em có không? Anh chị em có yên tâm không? Quá yên tâm. À, thêm nữa là Linh nhắc lại cho anh chị em cái thông tin, đó là những quốc vương ở bên Dubai nhá, quốc vương Dubai, quốc vương Saudi, quốc vương của Abu Dhabi, của Ả Rập Saudi, thì là họ đều rất là ủng hộ công nghệ Skyway của chúng ta. Linh có gửi ảnh ở trong nhóm đấy, thì anh chị em nào mà chưa biết thì lên trên Google tìm tên của họ, tìm hình ảnh của họ, để mà biết được rằng quốc vương nhà người ta ủng hộ cho dự án Skyway. Mà anh chị em lại ngồi đấy, anh chị em mà nó bánh vẽ, bảo nó lừa đảo, bảo nó đa cấp tài chính. Ôi dồi ôi. Thế thì chịu chết. Anh Minh Ngọc bảo là vì sao biết con giá trị, lúc trước VTV chả giải thích, phân tích mà chỉ có cảnh báo thôi, người ta cảnh báo chứ người ta khẳng định đâu. Chị Trinh mà là sao bị giật đó, giật là do mạng nó yếu đó chị, không hiểu sao mạng yếu. Anh Nguyễn Bắc là trong tương lai tới thì Skyway sẽ đi khắp thế giới. Vâng, chính xác luôn anh. Sao cái mã
em lại bị thế nhỉ? Thỉnh thoảng có hôm nó bị vậy. Anh Ngọc bảo là cũng như Skyway, vì sao lại giá trị? Vì sao nhiều người hiểu biết về công nghệ này lại ủng hộ rất mạnh mẽ? Vâng, chính xác luôn. Anh chị em cứ đặt bản thân mình thôi, mình là những cổ đông mà mình nắm bắt thông tin tốt về Skyway thì sao, mình rất ủng hộ đúng không? Mình hiểu nó chân thực như nào, mình hiểu nó có khả năng như nào. Chị Thanh Thảo bảo là lừa hả, hay đợi đấy. Thời gian sẽ trả lời. Nào anh chị em, có anh chị em nào mà vừa thả phẫn nộ ở trong livestream của Linh, chị Thanh Thảo chị đang hỏi ấy kìa. Ai thả phẫn nộ biến nhé kìa. Linh bảo với anh chị em rồi. Riêng Skyway ấy. Riêng Skyway ấy thì là đừng có bao giờ đả phá và chống đối Skyway. Nếu mà bạn quay lưng với Skyway, cả thế giới sẽ quay lưng lại với bạn. Chị Nguyễn Trinh chị bảo là bị giật nhìn hay lắm. Ôi trời ơi, chị lấy Linh ra làm trò đùa đúng không hả chị Nguyễn Trinh? Bị giật nhìn hay lắm. Đấy, chị thấy Linh, hình của Linh bị giật là chị thấy vui đúng không? Anh Công Đinh Văn nói một câu rất hay. Trước giờ chỉ nghe người khác than thở là tôi không có tiền, chứ chưa thấy ai chịu thừa nhận rằng là mình thiếu kiến thức, thiếu thông tin. Trong khi đó thực tế là tiền không phải là vấn đề, mà vấn đề là kiến thức và thông tin chính thức. Chính xác luôn anh. Anh làm gì có tiền đầu tư, chị làm gì có tiền đầu tư. Vâng, các anh các chị không có tiền, nhưng mà chỉ cho cách mình không nghe. Chỉ cho cách mình không nghe, nghĩ là mình thông minh hơn người, nghĩ là cái cơ hội scale nó là cơ hội rẻ mạt, nghĩ nó là cái cơ hội này kia. Thời gian sẽ chứng minh anh chị em ạ. Rất nhiều người nói mà Linh bảo không có tiền đầu tư. Những cái gói đầu tư người ta từ 1,2 triệu trở đi người ta đã đầu tư được rồi. À, suốt ngày kêu là chưa hỏi cái gói đầu tư như nào cơ, mà đã mở mồm ra bảo là không có tiền để đầu tư rồi. Anh Linh nói thật với anh chị em nhé, là những người tư vấn cho anh chị em người ta lịch sự đấy. Người ta lịch sự và người ta là muốn cho anh chị em có cơ hội thay đổi đấy. Có cơ hội để phát triển đấy. Phát triển vừa về tài sản vừa về trí tuệ, nên là người ta mới chia sẻ cơ hội đấy. Còn nếu Linh nhá, mà anh chị bảo anh chị không có tiền đầu tư nhá, Linh gạt luôn, khoái đầu tư. Bất kể là bảo không có tiền đầu tư gì, thôi. Linh bảo là vâng, cái này thì phải có tiền mới đầu tư được anh ạ, không có tiền không đầu tư được. Cho khóa đầu tư luôn. Người ta có những cái gói trả góp 250 đô, 6 triệu bạc, không có tiền đầu tư. Gói trả thẳng 1,2 triệu, không có tiền đầu tư. Không có tiền để làm gì? Không lo cho tương lai của mình, không lo cho cái vận mệnh của mình, không lo cho tài sản của mình, không nghĩ đến chuyện mình về già mình làm gì để kiếm sống, mình về hưu mình làm gì để kiếm sống, hay là đến lúc đấy lại phải đi bán hàng ở vỉa hè để kiếm sống qua ngày. Mình không nghĩ đến tương lai à? Mình không nghĩ đến chuyện về già sau này của mình à? Mà người ta động, người ta chia sẻ cơ hội thì bảo là người ta là lừa đảo, bảo là người ta là đa cấp này kia. Cha chịu tìm hiểu gì? Chị cầm Thị Vân bảo là trước mình cũng không được chồng cho phép đầu tư, nhưng mình cứ mở và nghe mãi, đêm nào cũng nghe chị Linh với anh Bình chia sẻ mãi. Chồng làm gì thì làm, rồi mình cứ mở bên cạnh chồng mà nghe, thế là chồng thấy thương vì mình muốn, thế là chồng ủng hộ và cho tiền đầu tư một ít, he he. Ôi giời ơi. Chúc mừng chị nhé. Chúc mừng chị đã có được sự đồng thuận của gia đình. Anh chị em cứ làm đi, cứ làm tới đi, rồi thì gia đình tự khắc đồng thuận à. Linh thế, ngay lúc đầu đầu tư ấy, người nhà không tin tưởng đâu,
người nhà không tin tưởng đâu, nghĩ là úi giời con này mày làm ăn kinh doanh mày không thành công bao nhiêu lần rồi, đến bây giờ thì mày đã tính toán kỹ hay chưa? Mẹ Linh ấy, mày đã tính toán kỹ hay chưa hả con? Hay là bây giờ mày 30 tuổi rồi mà mày mà còn chưa đâu vào đâu? Ừ, lúc đấy mẹ Linh nói thế. Linh nói kệ thôi, làm nào? Mẹ có hiểu về cổ phần đâu. Từ bé đến giờ qua nói cho mẹ hiểu về cổ phần đâu. Nên là thôi kệ thôi, mình biết rồi thì mình cứ tự đầu tư thôi. Đến bây giờ thì hôm nay quay ra đồng thuận lắm. Anh vai tờ xây bảo là mình không có tiền thì mình mới cần phải đầu tư. Vâng, mình không có tiền thì mình cần đầu tư để cho mình nhiều tiền hơn. Còn những người mà người ta nhiều tiền, người ta càng muốn nhiều tiền hơn. Vì thế người ta càng đầu tư mạnh. Người ta càng đầu tư mạnh để mà người ta càng trở nên giàu có hơn. Người ta làm việc thông minh, người ta bắt tiền bạc làm việc cho mình. Chứ không ai người ta đi làm công ăn lương đến cuối đời để tiền nằm nghỉ một chỗ cả. Tiền nằm nghỉ một chỗ, xong rồi đến lúc quy tiền. Tiền này để lại cho con cháu. Mình sống một cuộc đời mà chặt bóp chi tiêu, cuối cùng trả đâu vào đâu, đúng không anh chị em? Chào anh chị em nhé. Anh Công Đinh Văn bảo là mình phải đầu tư mọi người ạ, phải bắt tiền làm việc chứ đừng làm việc vì tiền. Con người thời đại bây giờ là dùng sức để kiếm tiền thì chẳng khác nào con bò. Chúng ta đừng hạ thấp mình như con bò nhé, con trâu cũng được anh. Ôi dồi ôi, anh Tài Phùng, anh ấy bảo là anh vẫn giấu vợ, anh đầu tư 11.000 đô. Đầu tư 11.000 đô vẫn giấu vợ. Sau này anh định không chia cho vợ à? À đúng không anh? Anh định tiêu riêng đúng không? Anh định làm quỹ đen đúng không? Thế vợ, anh cho vợ anh xem like của Linh đi. Anh mở to lên cho vợ anh nha. Để Linh bảo với vợ của anh là sau này anh sẽ có khoảng tầm cỡ đó là vài triệu đô. Để cho chị đấy chuẩn bị sẵn tinh thần. Chứ không thế này chết, anh mà mang đi tiêu một mình thì chết, không được. Không được, không được. Anh cho vợ anh xem like của Linh đi nhá. Anh Nguyễn Ngọc bảo là anh nghĩ đơn giản thế này. Cả đời ba mẹ mình suốt đời chỉ biết làm nông, chả biết gì về cổ phần công ty này nọ tầm thế giới. Đời mình cũng đi học nhưng sao vẫn nghèo. Thôi thì hãy tìm hiểu về cổ phần Skyway này, vì mình cũng yêu khoa học và muốn phát triển bản thân cơ mà. Vâng, chính xác luôn. Mình cứ tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư, mình sẽ có rất nhiều thông tin và kiến thức. Cái trí tuệ của mình vừa nâng lên mà cái tiền và cái tài sản của mình cũng nâng lên luôn. Anh Nguyễn Nhanh bảo là có những người anh còn bảo là anh không có tiền thì đầu tư sao được. Anh cứ tìm hiểu đi, em sẵn sàng cho anh mượn để đầu tư. Sau có anh trả sau vậy mà cũng không dám đầu tư. Buồn chết. Đã thêm mình lại phải vào thêm gói. Anh nhanh bên ạ. Cái số giàu ấy không tránh khỏi. Tiền cho vay để mà đầu tư rồi nhưng mà không chịu đầu tư, sợ không chịu đầu tư, thế là anh Nguyễn Anh lại phải tự thêm vào gói của anh đấy. Được anh, số anh không tránh khỏi sự giàu có. Chị Thúy Hằng Cao, mới đầu chồng mình cũng không cho, giờ thì lại cho tiền đầu tư. À anh này có tầm nhìn đấy, anh chồng chị là có tầm nhìn đấy chị. Thế vào đó. Anh Duy Phương Vũ, để không phải tiếc nuối như anh Bitcoin thì đã có anh Skyway. Cuộc đời chỉ có 1-2 cơ hội thôi cả nhà. Tuột mất lần đầu vì công nghệ chưa hiện đại như bây giờ để nắm bắt thông tin. Cơ hội thứ hai đã đến, mình phải nắm bắt ngay để sau 10 năm nữa không phải nói không giá như anh Bitcoin bây giờ. Vâng, đại Linh cũng đã nói với chị em rồi là cái thời điểm mà chúng ta hối hận đấy. Cái thời điểm chúng ta hối hận về cái việc không có cổ phần Skyway ấy, nó ở trong tương lai cơ. Nó ở trong tương lai cơ chứ không phải thời điểm bây giờ. Thời điểm bây giờ mà có những người hối hận ấy là những người mà đã không
không nắm nhiều cổ phần Skyway ở cái giai đoạn 1/100, hoặc là đã không nắm bắt cổ phần Skyway từ những năm 2016, năm 14, năm 13, đúng ạ, cái lúc mà 1/600 ấy, chứ không phải là 1/100, đúng không anh chị em? Đấy, thì là chúng ta là những người mà hiểu về Skyway thì là họ hối hận, bởi vì là họ tiếc là bởi vì họ không nắm được nhiều cổ phần ở những cái giai đoạn 1/100. Còn những người mà không có cổ phần Skyway ấy và không chịu tìm hiểu ấy, thì khi mà tàu nó sẽ khắp thế giới rồi người ta mới giá như. Và cái thời điểm đấy ấy, nó là thời điểm trong tương lai, nó không phải là cái thời điểm hiện tại đâu. Nên là hiện tại người ta không biết trân trọng, kệ thôi, nói không nghe mà kệ. Chị Thúy Hằng, Linh biết không, chị rút hết tiền tiết kiệm và bán hết đồ trang sức bố mẹ chị bảo chị bị ma làm rồi. Nhưng chồng chị thì cùng chung chí hướng, lên ủng hộ chị rất nhiệt tình. Ôi giời, tuyệt vời quá không gì chị. Tuyệt vời, siêu tuyệt vời. Hai vợ chồng chị là có tầm nhìn siêu tuyệt vời luôn. Buồn cười nhỉ. Anh Công Linh Văn này còn lúc trước cũng bị bố mẹ bảo là bị ma làm. Cũng bảo là bị ma làm đấy. Nhưng mà thôi kệ, kệ mọi người nói gì thì nói. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đâu cũng cạn bạn ơi, chúc mừng bạn. Vâng, chính xác luôn. Là Skyway thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cặp vợ chồng mà đồng thuận. Ví dụ như là vợ chồng chị Bùi Tuệ Minh, anh Nam, chị Phúc, nhiều cặp khác nữa, nhiều cặp đôi khác mà có thể là Linh chưa biết. Hay là vợ chồng anh chị Thúy Hằng này này. Chị Thanh Kiều bảo là bạn chị thì nói là đầu tư vào cái gì mà chạm được mới tin, nói không nghe, chả thèm nói nữa. À chị ơi, em bảo, chị bảo bạn đấy là như này này. Đầu tư cái gì chạm được vào mới tin đúng không? Bỏ ra hơn 1.000 đô sang Dubai, sang Sara vào công viên trình diễn của Skyway nhá. Chạm vào con tàu luôn, chạm vào nhà ga, chạm vào nhà gỗ luôn. Đấy, để biết được rằng là ông đang xây thực như thế nào, bên đấy đang thi công làm sao. Hoặc muốn tin đúng không, bỏ ra 3.000 sang Belarus, đi thử những cái mẫu tàu của Skyway ở tại Belarus để mà tin. Muốn tin thì bỏ tiền ra sang tận nơi. Người Việt Nam người ta sang 35 liền rồi, năm 19, năm 18, năm 17. Đấy là họ đã sang tận nơi, sang tận Belarus để họ kiểm chứng những con tàu của chúng ta, đi thử những con tàu của chúng ta. Và họ nói rằng là cứ mỗi năm thì lại cải tiến lại tốt hơn năm trước, càng ngày nó càng cải tiến. Đấy, thế anh chị em thấy là đầu tư phải chọn cái lĩnh vực đầu tư như thế nó mới ok. Ngày xưa lúc mà Linh mới đầu tư, em trai Linh nó bảo là thế bà đã tìm hiểu kỹ chưa? Nó bảo Linh thế. Thế Linh bảo là lúc đấy thì Linh cũng chưa đi, lúc đấy là Linh chưa đi Dubai. Thì Linh cũng bảo là thế cũng tìm hiểu rồi, thế nó ok. Với cả là cái số tiền mình đầu tư lúc đấy nó chưa nhiều, nên là mình nghĩ là nó không sao cả. Mất thì vẫn kiếm được lại thôi. Thế là Linh sau lần đấy thì là Linh mới đi Dubai là đi tour nhá, đi theo tour Dubai, Abu Dhabi, Sara, cái đi sang Sara để kiểm chứng. Thì là thấy tập đoàn đang xây dựng như thế, mình về mình đầu tư mạnh hơn. Và bây giờ thì em Linh là chỉ mong là càng ngày càng nhiều cổ phần thôi. Bảo là tiền không phải là từ trên trời rớt xuống, nếu muốn sẽ tìm cách. Nói không có tiền mà đầu tư, mặc dù là muốn lắm như thế thì bó tay. Anh cũng muốn đầu tư lắm đấy. Cái này nó ưu việt nhỉ em nhỉ, cái này nó phát triển nhỉ, cái này là tương lai là nó sẽ phát triển trên toàn cầu đấy em ạ. Ồ, anh thấy công nghệ được ấy, được em ạ.
ôi dồi ôi, nói chuyện với Linh gọi là vào thôi rồi luôn, gọi là chưa từng gặp người nào mà nói chuyện hay như thế, mà nói chuyện mà hiểu về Skyway như thế. Xong từ năm 18 giờ chưa đầu tư, bỏ qua rất nhiều cơ hội được lượng cổ phần ưu đãi, không đầu tư. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn hỏi nhưng vẫn chưa đầu tư. Linh chẳng biết tại sao. Anh không có tiền, anh không có tiền để đầu tư. Linh nói thật với anh nhá, anh hơn tuổi Linh ấy mà anh kêu là anh không có tiền ấy. Em xem lại cái này của anh này. Đấy, không có tiền người ta mới phải đầu tư để cho nhiều tiền. À chị Trịnh Thị Huế, chị Huệ ạ, và là chồng chị cũng ủng hộ em ạ. À, may thế đấy, thuận vợ thuận chồng, tát biển đâu cũng cạn. Nhưng mà Linh nói thật với anh chị em là đấy là một cách nói hình tượng hóa thôi, chứ đừng có cố gắng mà tát biển đông làm gì. Tát biển đông mệt lắm, không tát được đâu. Biển đông nó thông với nhiều những cái đại dương khác nên là không tát được hết đâu. Mình chỉ đầu tư cổ phần Skyway thôi. Chú A Công Thành chúc mừng hai vợ chồng cùng chí hướng, cùng tầm nhìn, thật tuyệt vời. Anh Đinh Công Văn bảo là chăm được mà chị, bay sang UAE gấp để chạm thử. UAE thì nó đỡ tiền hơn, mất 1.000 thôi. Mà nếu mà chỉ sang Sara thôi thì không đến 1.000. Còn nếu như mà đi Belarus thì sẽ tốn tiền hơn, 2-3.000. Anh Duy Phương Vũ bảo là ở trong đây có rất là nhiều người hiểu và tư duy đầu tư rất tốt, nhưng toàn bị người thân phản đối kịch liệt vì sợ lừa đảo, vì sợ bị mất tiền. Người thân mình không hiểu được thì mình hiểu thì mình cứ làm. Cũng tại mấy cái đám đa cấp biến tướng, nó làm cho người thân của mình sợ và đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi, không trách họ được. Nhưng mình phải có chính kiến của mình. Khi mình thành công họ sẽ tự hiểu thôi. Linh chưa cần thằng ơi lên sàn nhá, anh chị em nhá. Mình cứ làm thôi, cứ làm nó không ai cản được, không ai cản được. Đến khi mọi người thấy được, à hôm trước cũng rồi, hôm trước kể cho anh chị em nghe như này. Linh về nhà, Linh thấy mẹ của Linh bảo là, này mấy hôm trước tao thấy cái đấy nó lên tivi đấy. Cái thế là Linh bảo là cái xe coi con á. Ừ, tao thấy nó lên tivi đấy. Thế mày cũng xem tivi á? Ừ. Lên TV mà họ nói tốt về Skyway đấy. Họ nói tốt về Skyway. Bây giờ thì nó tốt rồi. Anh chị em để ý thông tin, anh chị em biết bây giờ là VTV nó tốt về Skyway rồi. Đấy. Thế là Linh bảo, ôi dồi, mẹ cập nhật thông tin nhờ. Mẹ cập nhật thông tin tốt đấy. Thế bảo, ừ, tao thấy nó nói về Skyway đấy. Thế họ bây giờ niềm tin gọi là tăng là vô bờ bến. Đấy. Thế không, anh chị em thấy không? Niềm tin gọi là tăng một phát là lên mây luôn. Nhưng mà mẹ không ngờ rằng là cái công nghệ thì nó được chính phủ quốc gia người ta ủng hộ như thế nào. Chính phủ quốc gia người ta ủng hộ như thế nào rồi là nó phát triển ra làm sao. Mẹ chỉ biết là con mình nó làm đúng rồi, con mình nó chọn cái mà nó ok rồi. Và xung quanh nhà Linh thì cũng có nhiều anh chị nắm cổ phần Skyway đấy. Nhiều anh chị nắm cổ phần Skyway, trong họ hàng nhà Linh thì cũng có nhiều người nắm cổ phần Skyway nữa. Thành ra là mẹ Linh cũng rất là tin tưởng. Rồi tin tưởng rồi. Đấy là kinh nghiệm là phàm là những cái chuyện đại sự ấy thì là phải bản thân mình phải có chính kiến. Bản thân mình phải có chính kiến. Chào anh Bùi Chí Tình nha, Linh nha, đang chuẩn bị kết thúc livestream. Anh đi công văn mà là VTV thì cũng làm việc vì tiền thôi, chứ họ đâu có kiến thức gì về đầu tư đâu. Anh Mã Viện Đầy, chào em Linh nhé, chào anh. Họ còn không biết phân biệt thế nào là cổ phần, là cổ phiếu, là cái tầm nhìn của một phóng viên. Thế nhiều nhà đầu tư bảo là Skyway thì cũng có nhiều thông tin tốt mà cũng có những thông tin xấu. Nếu mà bạn nghèo, bạn xấu, bạn chả có cái gì, bạn cạnh tranh với xã hội ấy, xã hội sẽ rất thương bạn.
xã hội sẽ rất đồng cảm với bạn. Nhưng một khi bạn giàu, bạn xuất chúng, bạn tài giỏi ấy, thì xã hội sẽ moi móc bạn những cái xấu của bạn để xã hội bôi bêu díu bạn. Đây là cái quy luật của xã hội. Skyway thì không tránh khỏi quy luật đấy. À, mình càng bị bêu thì mình biết là mình càng giá trị rồi, đúng không? Đấy. Nhưng mà anh chị em mình hình dung được rằng là mình nghe thông tin thì mình phải biết phân tích thông tin. Mình nghe mình không biết phân tích thông tin thì là mình sẽ bị truyền thông rắt mũi. Truyền thông bẩn bây giờ rất nhiều nha anh chị em nhé. Truyền thông bẩn bây giờ rất nhiều nha, chúng ta cần phải biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Chị Thanh Thảo, chị bảo là VTV nói tốt về Skyway rồi, chỉ còn ai kia nói xấu thôi. Vâng, hi hi lại còn hi hi. Có nhiều người thì vẫn cố chấp là không tìm hiểu Skyway, giữ cái định kiến của mình, giữ cái suy nghĩ của mình để mà chứng minh cho thế giới, chứng minh cho người nhà thế là mình đúng. Thường người ta thế. Anh Công Đi Văn bảo là trước đây thì họ cũng chống phá Skyway, bây giờ mới ngỡ ngàng VTV, thì cũng như thầy bói xem voi mà đoán ra đoán non. Không được anh chị em sợ nói thế. Trước đây người ta chưa hiểu rõ về Skyway, bây giờ người ta hiểu rõ về Skyway rồi. Bây giờ người ta biết là những cái kênh báo đài chính thống nó nói tốt về Skyway rồi. Người ta tự động cập nhật lại thông tin, người ta tự nhìn nhận lại và người ta đưa những thông tin tốt về Skyway. Chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải ghi nhận cái sự tiến bộ của họ, đúng không? Họ không bảo thủ, nghĩa là họ không bảo thủ, họ không cố bảo vệ cái cũ của họ, mà họ cái cũ là họ nói không tốt về Skyway, đúng không? Nhưng bây giờ họ thay đổi rồi, họ thấy truyền thông thế giới nói hay, nói tốt về Skyway rồi, họ thấy các chính phủ quốc gia ủng hộ Skyway rồi, họ thấy các quốc vương, họ thấy các thái tử ủng hộ Skyway rồi, họ thay đổi quan điểm của họ, họ bắt đầu nói tốt về Skyway. Thì đấy là chúng ta phải ghi nhận họ, bởi vì họ không phải là một người mà bảo thủ, đúng không? Họ cũng muốn tốt cho chúng ta, họ đưa những thông tin thật đấy, thế này là ok, chúng ta cũng phải đồng thuận và chúng ta cũng phải ghi nhận, đúng không? Ta nên ghi nhận họ. Em Anh Ngọc bảo là Skyway cứu người, cứu hành tinh mà không ủng hộ thì ủng hộ cái gì đây? Vâng. Anh Mã Viễn đây hỏi gì cơ? Anh đầu tư về Skyway, cho anh hỏi là cái gì có mạnh không em ơi, cái gì anh? Anh vai tờ xây và anh cũng vậy, bố mẹ cũng không cho anh đầu tư, nhưng anh trộm đầu tư thôi, lúc nào lên sàn anh có tiền anh mới cho bố mẹ biết. Có nhiều anh chị em không cho gia đình biết đấy, bởi vì sao, là bởi vì là không phải ai trong gia đình có tầm nhìn đến chúng ta, đúng không? Rồi anh Duy Phương Vũ bảo là Phương tìm hiểu và đầu tư vào Skyway nhưng không cho gia đình biết, cho đến khi thấy nó quá tốt thì đi chia sẻ mới bị lộ gia đình biết, mà họp gia đình nói nặng nói nhẹ Phương ghê lắm, chỉ sợ Phương báo nhà mấy tỷ như những người ngoài xã hội. Nhưng mình cũng nói thẳng với gia đình là cuộc đời của ai thì người đó chịu trách nhiệm. Không vay, không xin tiền mọi người để đi đầu tư là được. Nói chung không một ai ủng hộ cả, nhưng mình vẫn quyết định đầu tư cho mình và cho vợ. Mặc dù vợ cũng phản đối, nhà có 9 người thì 8 người phản đối, còn mỗi mình tự ủng hộ mình. Tại sao mà nhà Linh lại không ai cản được Linh? Là bởi vì như này, từ lúc Linh bước chân ra ngoài xã hội nhá, là bất cứ Linh làm bất cứ một việc gì, dù thua lỗ hay dù thắng lợi, Linh cũng không bao giờ báo nợ về gia đình. Mặc dù là Linh làm ăn kinh doanh cũng bị thua lỗ nhá, chưa bao giờ Linh mang nợ về cho gia đình. Chưa bao giờ mang nợ về cho gia đình một đồng nào luôn. Và chưa bao giờ ngửa tay ra xin tiền bố mẹ để trả nợ. Thế nên là khi mà Linh làm ấy, không ai cản được Linh.
Mình phải có bản lĩnh anh chị em ạ. Mình tự làm, mình tự chịu, mình có bản lĩnh không ai cản được. Anh Công Đinh Văn bảo là những người cố chấp họ thường cho rằng họ được trải nghiệm đầy đủ rồi, họ cái gì cũng hiểu rồi, cái gì cũng biết rồi, thế nên là họ không cần học hỏi nữa. Vâng, đúng rồi. Anh Vai Nam Hơ bảo là tối qua có thằng em làm công an bảo nếu 3 năm khối tài sản của anh có trên 30 tỷ thì nó không phải là em trai của anh nữa. Anh bảo là đừng thách anh. Thế là anh Vai Nam Hơ bảo là thế thôi bây giờ chú không làm em trai của anh nữa cũng được, cái chuyện này rất chả quan trọng. Anh em kiến giả nhất phận, sao là anh giàu anh trả cho chú đâu. À, chú không cần phải lấy cái chuyện anh em ra để thách anh. Anh bảo đấy. Anh Ninh Công Văn anh ấy thêm và anh bảo là vâng anh thế càng tốt. À anh Mã Viện đây bảo là em ơi lên sàn thì anh nhờ em báo cho mọi người em nhé. Ôi dồi ôi, em nói thật với anh nhé, là chưa lên sàn ấy thì mọi người đã dầm lên rồi, chứ không phải là thiếu thông tin đâu anh ạ. Bây giờ là tập đoàn đã đang tái thiết thương hiệu và chuẩn bị những cái mà thủ tục, những cái mà nó dễ dàng, nó quan trọng để cho tập đoàn mình lên sàn đấy. Nó đã chuẩn bị rồi, chứ không phải là chưa đâu. Anh chị em thấy là tại sao mà lại chuyển sang là tên công ty là Juniki Shin Technology đúng không ạ? Để mà mình khi mà mình lên sàn thì là mình sẽ có được cái sự thuận tiện nhiều hơn. Mình đi đúng theo những cái quy chuẩn pháp lý của thế giới. Anh Công Linh Văn bảo là công an nhưng đâu phải ông công an nào cũng có kiến thức về đầu tư đâu. Nếu có kiến thức về đầu tư thì tội gì phải đi làm thuê cho nhà nước. À, Skyway thì cũng có rất là nhiều công an đầu tư. Và cũng có một số anh thì là bỏ các công an, bỏ cả bộ đội để mà về đầu tư. Nhưng mà đúng như anh Công nói, tức là không phải là ai cũng có tư duy đầu tư. Anh Oanh Ngọc, thế giới tranh giành dầu mỏ, các vấn nạn giao thông, tình hình biến đổi khí hậu, tương lai hành tinh ai lo? Thường thì ở đâu đó vẫn kêu họ không có giải pháp nào. Nhưng giờ đây chủ tịch Anatoly đã nghiên cứu ra giải pháp và vấn đề còn lại của chúng ta là đón nhận. Chính xác. Cô Cúc Bùi bảo là cô còn bị nói là ma nhập. À, cô trả lời vài năm nữa lại bị tiền nó nhập. Bây giờ ma nhập cũng được, vài năm nữa tiền nhập. Anh Xuân Vui bảo là mình đã vay để đầu tư với Skyway có được coi là lợi tốt không em? Thời điểm này thì anh chị em có thể vay. Người ta đầu tư ấy, trong cái lĩnh vực đầu tư ấy thì là người ta biết tận dụng cái đòn bẩy về vốn ấy. Cái đòn bẩy về vốn để mà người ta sở hữu cái tài sản cho chính bản thân mình. Và cái nợ đấy, nếu mà cái nợ đấy nó thúc đẩy anh để cho anh làm việc tốt hơn, anh tạo ra nhiều tiền, nhiều tài sản hơn thì đấy là cái lợi tốt. Còn cái nợ xấu là chính là cái nợ mà chúng ta vay để chúng ta tiêu dùng ấy. Nó mà là cái nợ xấu, còn cái nợ mà nó tạo tài sản thì nó vẫn là nợ tốt. À, anh Tài Phùng, anh bảo là lúc đó để có khối thằng muốn làm em trai. À, chuẩn luôn. À, chị Thanh Loan bảo là tên công ty không phải Skyway nữa em. Skyway thực ra nó là tên công nghệ của chúng ta chị. Nó là tên công nghệ của chúng ta. Còn công ty mẹ của chúng ta là công ty GTI. Công ty về công nghệ của chúng ta bây giờ là Juniki Shin Technology. Anh Vai Tờ Xây bảo là nếu lúc đó nó còn là em trai anh, nó sẽ đến nhà anh vay tiền đấy. Lúc đấy không cho vay. Sao ngày xưa mày bảo mày, nếu tao có 30 tỷ thì mày không là em trai tao nữa, giờ mày không phải em trai tao nữa, cho vay. À, hello Mr. Crypto. Chào em Linh. Skyway is better. Yeah. Anh bảo là Skyway là nhãn hiệu công nghệ, chính xác luôn. Xin chào anh chị em.
Chị Thanh Ngoan bảo là vậy sau trên sàn chứng khoán là gì nhỉ? Sau là lên sàn thì mình mới biết chị. Anh Câu Đi Văn bảo là bây giờ mình đang mong có ông anh em họ hàng nào từ mình đi càng sớm càng tốt đây. Mất công mai mốt lại tìm đến than thở mệt lắm. Chỉ nên quan hệ với những người có tầm nhìn thôi, những thành phần thấp kém mình không nên tiếp xúc. Nếu họ tự ý bỏ mình thì càng tốt. Tức quá hả anh Công Đi Văn là tức quá hả, chia sẻ mọi người không nghe à? Không sao, sau này anh đi công văn thì không phải họp họ mà họp cả làng. Anh họp cả làng cho em, anh lên loa anh mời cả làng đến anh họp cho em, anh trụ trì cái buổi họp đấy cho em đấy, không phải họp gia đình nữa mà anh họp cả làng luôn. Ok chị em. Ngày hôm nay thì Linh chia sẻ thông tin đến đây thôi nhé anh chị em. Chia sẻ thông tin đến đây thôi và hẹn gặp lại anh chị em vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Chúc anh chị em càng ngày càng nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công, càng ngày càng nhiều tiền, nhiều tài sản và càng ngày càng nhiều cổ phần Skyway nhé. Anh Mai Ngọc bảo là nói vậy chứ khi IPO là họ sẽ lại bu về thôi. Ok anh. Ok, xin chào tất cả anh chị em và hẹn gặp lại nhé.